Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 34. Chu trưởng lão con người phóng đại, mới vừa muốn nói cái gì, một đạo băng hàn ý bao trùm toàn thân, một giây kế tiếp, hắn phát hiện một thanh kiếm đã vững vàng rơi vào trên cổ hắn. Chỉ cần Diệp Thần động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có thể cảm giác được mới vừa rồi Diệp Thần hơi thở và bây giờ hoàn toàn không cùng, tựa như đổi thành một người khác. Nhưng là cố nhiên như vậy, bây giờ người bị thương nặng hắn cũng là không có chống cự tư cách. Chung quanh những cái kia Bắc Huyền Tông đệ tử yên lặng đến mức tận cùng. Phản kháng, bọn họ lấy cái gì phản kháng à? Liền Chu trưởng lão đều không địch, ai có thể chống cự? Mấu chốt tông chủ và còn lại trưởng lão đều đi Côn Lôn hư trong bí cảnh, trước mắt tông môn chỉ có Chu trưởng lão chấn giữ. Bắc Huyền Tông căn bản không nghĩ tới sẽ có người ở tông môn động thủ à. Đã bao nhiêu năm, không có người nào. Tán tu và tông môn nhỏ không có tư cách động Bắc Huyền Tông, mà đại tông môn lại là khinh thường tại đối phó Bắc Huyền Tông, cho nên cho tới nay Bắc Huyền Tông đều là vô cùng an toàn. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, tên ma quỷ này tới. Chu trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp Thần, coi như ngươi giết ta. Chuyện này vẫn sẽ thuộc về trách tại y thần môn, đến lúc đó, người vậy y thần môn sư phụ tất nhiên phải gánh vác. Người có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay khẽ động, Chu trưởng lão cổ ngay tức thì rỉ ra một tia máu tươi. Một khi gần thêm nữa mấy phần, đại động mạch tất nhiên gãy lìa. Đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người đang uy hiếp ta. Diệp Thần cười lạnh nói, xin lỗi, ta thật không sợ uy hiếp. Dù là ngươi Bắc Huyền Tông đối với ta Diệp Thần làm khó dễ, vậy thì như thế nào? Nói thật, ngươi nho nhỏ này Bắc Huyền Tông ta thật đúng là coi thường, nếu như không phải là ngươi năm đó làm nhục ta sư phụ, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy động thủ. Bây giờ, ta cũng nên đưa ngươi lên đường. Dứt lời, Diệp Thần chân khí ngưng tụ, vừa định một kiếm đánh xuống, một đạo thân ảnh từ Bắc Huyền Tông bên trong cướp đi ra. Dừng tay! Nói chuyện chính là một người cô gái. Cô gái vóc người uyển chuyển, cả người quần áo đỏ, trên mình phun trào ra một tia đột phá hơi thở, sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, đối phương mới vừa đột phá không lâu. Diệp Thần theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn mơ hồ bây giờ phát hiện đối phương và Bách Lý Băng có chút nhớ nhung giống, không cần đoán, thì biết đối phương thân phận. Bách Lý Hùng vậy Côn Lôn hư thê tử Mộc Uyển Ninh. Mộc Uyển Ninh hàn mâu nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần từng chữ, Chu trưởng lão là ta Bắc Huyền Tông trưởng lão, thân phận đặc thù, xin tiểu huynh đệ hạ thủ lưu tình. Chu trưởng lão thấy Mộc Uyển Ninh lại có thể phá quan đi ra, trong mắt dấy lên một chút hy vọng, vội vàng nói, Mộc trưởng lão, thằng nhóc này muốn tiêu diệt Bắc Huyền Tông, xin mau ra tay trấn áp. Mộc Uyển Ninh nhưng mà Bắc Huyền Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, thực lực lại là so mình còn mạnh hơn lên không thiếu. Nếu như đối phương ra tay, nói không chừng thật có thể bắt lại Diệp Thần. Mộc Uyển Ninh gật đầu một cái, Chu trưởng lão yên tâm, chúng ta Bắc Huyền Tông cũng không phải là cái gì con mèo, con chó có thể khi dễ. Một giây kế tiếp, trong tay của nàng xuất hiện một cái khí lạnh một loạt trường kiếm, trên người Thánh Vương cảnh hơi thở lại là phóng thích mở. Nàng dĩ nhiên là không có phát hiện xa xa Bách Lý Hùng, bởi vì lúc ấy Diệp Thần sợ Bách Lý Hùng bị hai người chiến đấu hơi thở ảnh hưởng đến. Trước thời hạn đem Bách Lý Hùng chuyển tới 100 mét ra ngoài. Diệp Thần có nhiều thú vị nhìn Mộc Uyển Ninh, nhàn nhạt nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là từ Hoa Hạ tới, ngươi chẳng lẽ cũng không nhớ nhung Hoa Hạ những người đó. Diệp Thần nói tiếng nói vừa dứt hạ, Mộc Uyển Ninh vậy tràn đầy sát ý gương mặt nhưng là xuất hiện một chút do dự. Chết đến nơi rồi còn nhiều như vậy nói nhảm, hôm nay ta nếu xuất quan, liền để cho ngươi cảm thụ một chút Bắc Huyền Tông thực lực chân chính. Một giây kế tiếp, gió lớn nhốn nháo, Mộc Uyển Ninh lại là một bước biến mất, mang theo kiếm hướng Diệp Thần đi. Mắt xem một kiếm muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể, Bách Lý Hùng thanh âm đột nhiên vang lên, Uyển Ninh. Không nên đối với Diệp tiên sinh ra tay. Lời này vừa nói ra, Mộc Uyển Ninh thân thể mềm mại ngẩn ra, vậy xinh đẹp con ngươi lại là trợn to, trường kiếm lộn, ổn định thân hình. Ánh mắt lại là gắt gao hướng một phương hướng bắn tới. Nàng vốn cho là mình nghe nhầm, lại không nghĩ rằng, làm tầm mắt có thể đạt được, một cái hồn khiên mộng oanh bóng người nhưng là xuất hiện.
Làm sao có thể? Mục Uyển Ninh theo bản năng che miệng, hốc mắt lại là dần dần ửng đỏ, một cổ chua cay và nhớ nhung như nước thủy triều vậy vọt tới. Nàng chưa từng nghĩ qua, còn có năng lực thấy trưởng phu mình. Vốn cho là Côn Lôn Hư và Hoa Hạ tựa như một cái đường sinh tử, ngăn cách hết thảy. Uyển Ninh, Bách Lý Hùng cố nhiên là thiết huyết hán tử, đã từng lại là một nước chi đem, nhưng là hắn cũng là thân máu thịt, trong lòng kiềm chế hoàn toàn bùng nổ, thậm chí không để ý mình thương thế, ba bước cũng làm hai bước đi tới Mộc Uyển Ninh trước người, hai tay gắt gao ôm chặt. Vậy ra thịt xúc cảm, để cho hai người hoàn toàn chắc chắn hết thảy đều là sự thật. Giờ khắc này, Chu trưởng lão và Bắc Huyền Tông tất cả mọi người đều bối rối. Mộc trưởng lão lại và một cái hoa hạ con kiến hôi ôm chầm. Đùa gì thế? Ở bọn họ trong mắt, Mộc Uyển Ninh lạnh như băng cực kỳ, giết người mắt không nháy, lại là chưa bao giờ gặp nàng và bất kỳ người đàn ông có quan hệ xác thịt. Giờ khắc này nhưng là và một cái xa lạ người đàn ông thật chặt ôm nhau. Mấu chốt còn khóc. Một phen ôm nhau, Mộc Uyển Ninh tỉnh hồn lại, kích động nói, ngươi làm sao tới Côn Lôn Hư? Băng Nhi đâu? Băng Nhi chẳng lẽ cũng ở đây Côn Lôn Hư? Bách Lý Hùng lắc đầu một cái, liền ta tới một mình, Băng Nhi còn ở kinh thành, người năm đó tại sao phải không nói mà biệt? Mộc Uyển Ninh do dự mấy giây, nhưng là chú ý tới Bách Lý Hùng tay trái thương thế, lạnh lùng nói, tay ngươi thế nào, ai làm? Bách Lý Hùng cười một tiếng, không có gì lớn tổng thể, Diệp tiên sinh đã cho ta chữa hết. Cố nhiên như thế nói. Mộc Uyển Ninh ánh mắt vẫn là bắn về phía vậy mấy cái còn sống đệ tử giữ cửa. Nàng thành tựu Bắc Huyền Tông trưởng lão, tự nhiên biết đây là Bắc Huyền Tông thuật pháp, mà vậy mấy cái đệ tử giữ cửa nhưng là ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Chân tướng liền biết, nàng cả người đột nhiên lạnh xuống, người bất kỳ cũng không có tư cách động người nhà ta, dù là Bắc Huyền Tông cũng giống vậy. Dứt lời, tay nàng ở giữa băng hàn kiếm nhẹ nhàng lay động, bắn ra vô số đạo hàn băng kiếm ý. Kiếm ý biến dạng hết thảy, phá vỡ không khí, trực tiếp nhắm mấy vị kia đệ tử giữ cửa mục tiêu. Bọn họ theo bản năng muốn chạy, nhưng phát hiện căn bản không kịp, trường kiếm xuyên thấu bọn họ thân thể, tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Thấy một màn này, Diệp Thần trong mắt hơi co rúm một cái. Hắn không nghĩ tới, Bách Lý Hùng thê tử thực lực lại có thể mạnh như vậy hẳn. Nơi này chỉ ít ở Thánh Vương cảnh trên. Thậm chí có thể là Thánh Vương cảnh đỉnh cấp. Cái này ở nho nhỏ Bắc Huyền Tông đã coi là lên cao cấp cường giả. Mộc Uyển Ninh làm xong hết thảy các thứ này, ánh mắt lại rơi vào Diệp Thần trên mình, hơi cúi người, Diệp tiên sinh, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin bớt giận, còn như cái này Chu trưởng lão, người động thủ là được, Bắc Huyền Tông không có ai sẽ nói không. Nếu như ngươi không động thủ, ta cũng biết đem xóa đi. Chu trưởng lão nghe được câu này thiếu chút nữa tức giận phun ra một ngụm máu tươi, ai có thể nghĩ tới Bắc Huyền Tông thiên tài trưởng lão lại và người ngoài cấu kết, đối với Bắc Huyền Tông động thủ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không do dự nữa, kiếm trong tay nhẹ nhàng chợt một cái, huyết dịch phun ra, vậy Chu trưởng lão giữ tợn đầu lâu chỉ như vậy rơi ở trên mặt đất. Mộc Uyển Ninh hài lòng gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía đám kia còn sống Bắc Huyền Tông đệ tử. Bây giờ Chu trưởng lão đã chết, các người hẳn biết phải làm sao đi, tất cả mọi người đều quỳ xuống cho ta, dùng máu tươi là mới, thiên địa lời thề bảo vệ bí mật của hôm nay, nếu như không làm như vậy, vậy đừng trách ta không để ý tình cảm, tự mình đưa các ngươi lên đường. Hàn dứt lời hạ, tất cả mọi người đồng loạt biến sắc, cưỡng bức uy áp, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống, lại là lấy thiên đạo dạy thề, nếu có vi phạm, thần hồn câu diệt. Vĩnh sinh chọn đời thoát thân không được. Đây đối với người tu luyện mà nói, cơ hồ là độc nhất lời thề, bọn họ căn bản không dám vi phạm. Làm xong hết thảy các thứ này, Mộc Uyển Ninh nhìn về phía Diệp Thần và Bách Lý Hùng, đưa tay ra dấu mời các người theo ta tới. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, Bắc Huyền Tông ta không phải không đi vào ngồi, ta còn có việc. Huống chi các người hai vợ chồng hồi lâu không gặp, ta cũng không muốn làm một cái kỳ đà cản mũi. Nghe được câu này. Mộc Uyển Ninh gương mặt ửng đỏ, nàng có thể nhìn ra trượng phu đối với cái này người thanh niên tôn kính và coi trọng. Nàng cũng biết, người đàn ông này đối với trượng phu trợ giúp. Mời chẳng qua là vì biểu đạt cảm ơn, nhưng là giờ phút này,
nàng càng phải làm chính là và trượng phu cùng nhau triền miên cùng với biết rõ tách ra nhiều năm như vậy, mỗi người sự tình phát sinh. Diệp tiên sinh, Uyển Ninh đối với Côn Lôn Hư tương đối hiểu rõ, nói không chừng nàng đối với ngươi có thể có chút trợ giúp, Bách Lý Hùng mở miệng nói, sau đó càng đối với Mộc Uyển Ninh giải thích, Uyển Ninh, Diệp tiên sinh là Hoa Hạ Trấn Quốc chiến thần, nếu như không có Diệp tiên sinh, ta và Băng Nhi không biết chết bao nhiêu hồi, bất kể như thế nào, Diệp tiên sinh đều là người mình, hoàn toàn tin qua. Mộc Uyển Ninh gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp thần, hiếu kỳ nói, không biết Diệp tiên sinh gấp như vậy chuẩn bị đi kia. Diệp thần cũng không nói nhảm, mở miệng nói, Thanh Huyền Đỉnh. Nghe được cái này ba chữ, Mộc Uyển Ninh hơi kinh ngạc, tương truyền cái này Thanh Huyền Đỉnh nhưng mà y đạo thông thần lâm Thanh Huyền hậu nhân chi địa, vô số cường giả đi Thanh Huyền Đỉnh cầu khẩn, đáng tiếc núi kia cửa trận pháp nhưng là vô cùng thiếu mở ra, nếu như Diệp tiên sinh phải đi tìm lâm Thanh Huyền hậu nhân, đây chính là có chút phiền toái. Còn nữa, Thanh Huyền Đỉnh nơi đó gần đây có thể không an định, có một cái đường phải đi qua, hàng năm hài cốt đống triệt, nghe nói có một đám cường giả ở nơi đó há miệng chờ sung dụng, đặc biệt săn giết bóc cường giả, cướp lấy bảo vật, rất nhiều thế lực đối với chỗ đó nhưng có chút oán niệm. Nếu như Diệp tiên sinh nguyện ý chờ, ta an bài xong hết thảy, liền cùng Diệp tiên sinh cùng chung đi một chuyến Thanh Huyền Đỉnh. Diệp thần tự nhiên không thể nào quấy rầy hai người, lắc đầu một cái, không cần, ta một người đi là được. Mộc Uyển Ninh trong lòng càng kinh ngạc, nàng thực lực dĩ nhiên là bị cái này người thanh niên cảm nhận được mấy phần. Hai người chênh lệch khác xa, nếu như có mình hỗ trợ, cái này Diệp tiên sinh tất nhiên sẽ vô cùng an toàn. Nếu như không phải là xem ở đối phương đã cứu Bách Lý Hùng phân thượng, nàng cũng không sẽ làm như vậy. Nhưng là thanh niên này lại có thể không chút do dự cự tuyệt. Đây là đi chuẩn bị tìm chết. Mộc Uyển Ninh vậy không bắt buộc, nghĩ tới điều gì, trực tiếp tiến vào Bắc Huyền Tông, lại là dắt ra một con cả người tràn ngập ngọn lửa ngựa tốt. Ngựa tốt linh khí tràn ra, hiển nhiên là đi qua thuần phục linh thú thú cưỡi. Diệp tiên sinh, ngựa này là tông chủ đưa cho ta thú cưỡi, ta hàng năm bế quan cũng vô ích, vậy thì đưa cho Diệp tiên sinh đi, như vậy chạy tới Thanh Huyền Đỉnh cũng sẽ mau hơn mấy phần, đây là ta duy nhất có thể là Diệp tiên sinh làm. Diệp thần lần này ngược lại là không có cự tuyệt, hắn bây giờ thiếu chính là một đầu tốc độ nhanh thú cưỡi. Nếu như không phải là máu kia long còn không có hoàn toàn thực chất, nếu không hắn đã sớm đạp long bay lên trời, Thanh Huyền Đỉnh loại này khoảng cách, bất quá là nháy mắt thời gian. Diệp thần bước lên đầu kia ngựa tốt, ngọn lửa vỡ đằng, trực tiếp hướng dưới núi đi. Mộc Uyển Ninh nhìn Diệp thần viễn đi phương hướng, đối với Bách Lý Hùng hiếu kỳ nói, người này thật là một cái quái nhân, hắn thật là cái gì Trấn Quốc chiến thần. Chính là thần du cảnh là có thể thành là Hoa Hạ chiến thần. Đúng rồi, Chu trưởng lão rốt cuộc là làm sao bị thương, vậy Diệp tiên sinh hiển nhiên không có thực lực này. Bách Lý Hùng thần sắc nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói, Uyển Ninh, người có thể không nên bị Diệp tiên sinh hơi thở lừa gạt, cái này Chu trưởng lão chính là Diệp tiên sinh gây thương tích, hắn thậm chí liền đánh trả lực cũng không có. Còn nữa, mấy ngày trước, Hoa Hạ huyết minh hơn 10 vị cường giả ra tay đối phó Diệp tiên sinh, kết quả bị Diệp tiên sinh lấy lực một người, toàn bộ chém chết. Tràng diện máu tanh kia, đối với ta lại nói, đến nay vẫn là ác mộng. Diệp tiên sinh hoàn toàn không thể dùng thực lực cân nhắc. Mộc Uyển Ninh nghe được Bách Lý Hùng nói tiếng nói, ngược lại hít một hơi khí lạnh, còn người lại là tràn đầy một đạo kinh hoàng và bất ngờ. Chẳng lẽ nàng thật nhìn lầm? Thanh Huyền Phong sơn hạ. Trời nắng chan chan. Kỷ Lâm mang hai cái kỷ gia cường giả đi suốt đêm đường, rốt cuộc sắp đến. Bất kể như thế nào, phụ thân có thể hay không tiếp tục còn sống, hoàn toàn xem nàng. Nàng đã làm xong xấu nhất dự định, coi như cái gì đó Lâm Thanh Huyền hậu nhân không chịu ra tay, nàng cũng sẽ đem người cổ tới. Dù sao trời sập xuống, đều có kỷ gia chĩa vào. Cũng không biết tỷ tỷ bên kia tiến triển như thế nào, vậy ngang trời xuất thế Diệp Thí Thiên, nàng nghe nói qua mấy lần, tên của đối phương cơ hồ là phần lớn Côn Lôn Hư Tông môn ác mộng. Thủ đoạn cực mạnh, kiếm pháp thông thiên, không biết tu vi sâu cạn, thần lôi, ngự long, hết sức thần bí. Đây cũng là Diệp Thí Thiên ở Kỷ Lâm trong lòng ấn tượng. Kỷ Lâm đột nhiên lại nghĩ tới vậy ở Hoa Hạ vô cùng chật vật Diệp Thần. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Diệp Thần thằng nhóc này giàu gì vậy họ Diệp,
tại sao chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Một cái ở Hoa Hạ bị đi một lần hợp cảnh cường giả thiếu chút nữa đánh chết, một cái đã ở Côn Lôn hư tiêu diệt Thánh Vương cảnh cường giả. Hai người tuổi tác vậy không sai biệt lắm, so với thật là một lời khó nói hết à. Bất quá Diệp Thần là Côn Lôn hư nổi danh phàm căn, ta cũng không nên đối với hắn có loại này mong đợi, dù sao hắn là tuyệt đối không xứng với tỷ ta. Ngay tại Kỳ Lâm tự lầm bầm thời điểm, vậy hai cái kỷ gia cường giả nhưng là dừng bước. Tiểu thư, ta cảm giác có cái gì không đúng. Kỳ Lâm thân thể nho nhỏ ngay tức thì đứng thẳng, con người híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh hết thảy. Khí tức trên người lại là phóng thích mở. Nàng tu vi ở nhập thánh cảnh, ở nàng cái tuổi này coi là lên yêu nghiệt, dẫu sao nàng liền 13 tuổi cũng không có. Cẩn thận một chút, ta nghe tỷ tỷ nói, Thanh Huyền đỉnh không đơn giản, dọc theo đường đi chúng ta cũng là phát hiện rất nhiều hài cốt, phỏng đoán có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Kỳ Lâm linh thức phóng thích mở, lại là hướng đi về phía trước đi. Còn đi chưa được mấy bước, ba đạo tiếng xé gió đột nhiên tấn công tới. Một giây kế tiếp, bọn họ tựa như bị phong tỏa vậy. Trước mắt lại là có ba đạo cấp tốc hồng quang cuốn tới. Vậy hai vị kỳ gia cường giả vội vàng bảo vệ ở Kỳ Lâm trước người, đồng thời trong tay sử dụng vũ khí. Kỳ Tư Thanh nhưng mà đã thông báo, dù là bọn họ chết, Kỳ Lâm cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Mắt xem hồng quang thì phải rơi xuống, hai người vũ khí trong tay trực tiếp bắn ra. Kim quang tràn ngập, kiếm khí ngất trời. Xé kéo, một tiếng, một đạo biến dạng tiếng đột nhiên vang lên. Rồi sau đó, vậy ba đạo hồng quang trực tiếp bị vô tình chặt đứt. Hai người thở dài một hơi, xem ra cái này hồng quang vậy không có uy lực gì. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ sắc mặt thay đổi. Vậy chặt đứt hồng quang tẫn nhiên hóa thành từng đạo sợi tơ bao trùm mở. Cơ hồ ngay tức thì, chính là hóa là một bản che khuất bầu trời đỏ mạng. Không tốt. Hai người kia vội vàng hướng đỏ mạng phóng tới, định phá vỡ. Tiểu thư, người mau lui ra ngoài, nơi đây rất là cổ quái. Hai người không do dự nữa, bước ra máu tươi, trên người khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất. Kiếm mang cơ hồ hóa là một đạo trăm trượng trường kiếm, mắt xem thì phải đụng chạm ở đỏ mạng trên. Một cổ vô hình trận pháp lại có thể cuốn tới. Bọn họ phát hiện ở đỏ mạng dưới, hết thảy chân khí toàn bộ không cách nào thi triển. Làm sao có thể? Bọn họ sắc mặt diễn cảm, hoàn toàn đọng lại. Bị lừa. Cái này ba đạo hồng mang ban đầu chính là cạm bẫy. Bọn họ muốn rút lui, nhưng là phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Đỏ mạng không ngừng co rút lại là đem hai người hoàn toàn khốn ở bên trong. Sau đó hai người thân thể chỉ như vậy nặng nề nện xuống đất. Khá tốt Kỳ Lâm ban đầu liền phát giác không đúng, hướng phía sau không ngừng thối lui. Như vậy sát ý, hơn nữa loại này cường thế nhưng lại khó mà phát giác trận pháp, ai có thể tránh thoát đi à? Tiểu thư, đi mau. Hai người kia giận dữ hét. Kỳ Lâm tự nhiên sẽ không chiếu cố đến hai người tánh mạng, dưới chân khí lưu chuyển, vừa mới chuẩn bị rời đi. Nhưng phát hiện bốn phương tám hướng mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Sau đó, một đạo vô hình bức tường khí ngưng tụ mà thành. Cút ngay. Kỳ Lâm con ngươi lạnh như băng đến mức tận cùng, một kiếm bổ tới. Kiếm khí lăng như vậy, sát ý ngút trời. Nhưng là làm cuồng bạo kiếm khí chạm được bức tường khí, nhưng là hoàn toàn biến mất, không chút nào tác dụng. Trận pháp này, lại là lưu lạc thượng cổ phong thần trận. Đám người này rốt cuộc là người nào? Kỳ Lâm đâu còn có thể ổn định. Nàng xanh ở Kỳ gia, hiểu tự nhiên so người bất kỳ đều nhiều hơn. Thượng cổ phong thần trận là trong cổ tịch một đạo trận pháp, ở thời đại thượng cổ coi là lên gân gà, bởi vì hắn tác dụng duy nhất chính là phong tỏa khí tức của người tu luyện và chân khí. Khi đó cường giả như mây, loại trận pháp này ở cao cấp cường giả trong mắt, phân phút liền có thể phá ra, cho nên dần dần biến mất. Nhưng là cái này thượng cổ phong thần trận đối với cao cấp cường giả vô dụng, đối với bọn họ mà nói nhưng là có đầy đủ lực uy hiếp à. Thời khắc này Kỳ Lâm cảm giác chân khí tựa như bị rút ra. Loại này cảm giác vô lực khó chịu tới cực điểm. Không để ý tới hết thảy, Kỳ Lâm trong tay lấy ra một tờ phù văn. Đây là Kỳ Tư Thanh cho nàng, thời khắc mấu chốt, chỉ ít có thể chạy trốn.
nhưng là nàng còn không có đem trận pháp hoàn toàn dẫn động, một luồng ánh sáng đen chính là cuốn tới. Đinh, một tiếng, chỉ gặp một thanh trường kiếm xuyên thấu tay nàng ở giữa phù văn, lại là đem phù văn hung hãn đóng vào trên một thân cây. Đồng thời, năm đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Cầm đầu là một người thanh niên tay cầm quạt xếp, nhìn như tựa như một cái thân sĩ. Tay của thanh niên trên cánh tay lại là xăm một cái cổ xưa trận chữ. Khi thấy cái này người thanh niên, Kỳ Lâm thậm chí còn ngoài ra hai vị kỳ gia cường giả sắc mặt trắng bệch. Cái này người thanh niên, bọn họ biết. Chính là bị Côn Lôn Hư truy nã cơ hồ 5 năm thiên tài trận pháp sư Bạch Triển Nguyên. Bạch Triển Nguyên 6 tuổi thức tỉnh trận pháp, càng bị Côn Lôn Hư trận minh minh chủ thu là quan môn đệ tử. 10 tuổi liền có thể trận pháp giết người. 15 tuổi phá giải một đạo thượng cổ tàn trận, danh chấn Côn Lôn Hư. 20 tuổi thời điểm, lại là thành làm trận minh trên lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng lão. Thiên tài đường, tuyệt thế vô song. Năm đó liền liên tỷ tỷ Kỳ Tư Thanh cũng đối với người đàn ông này bội phục không thôi. Chí ít ở trận pháp lãnh vực trên, Côn Lôn Hư cơ hồ không có người có thể dung chuyển. Nguyên bản cường giả chi đạo, nhưng là ở Bạch Triển Nguyên 25 tuổi xảy ra to lớn chuyển biến. Bạch Triển Nguyên trộm đi Côn Lôn Hư trận minh truyền đời chi bảo, lại là dùng trận pháp giết ước chừng ngàn người. Một đêm bây giờ, cao cấp thiên tài liền là trở thành thập ác không tha ác ma. Năm đó Hung Danh và hôm nay Diệp Thí Thiên có cực lớn tương tự. Kỳ Lâm căn bản không nghĩ tới, cái này Bạch Triển Nguyên lại có thể xuất hiện ở nơi này. Loại này yêu nghiệt người bố trí trận pháp, bọn họ tự nhiên không ngăn cản được à. Rất nhanh, chung quanh trận pháp bức tường khí không ngừng co rút lại, Kỳ Lâm chỉ cảm thấy huyết dịch cũng động lại là nhúc nhích không được. Đáng chết! Bạch Triển Nguyên và còn lại 4 người khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một cái trong đó mái tóc dài nam tử lắc đầu một cái, ngày hôm nay chất lượng chưa ra hình dáng gì, cũng chỉ 3 cái nhập thánh cảnh bước vào nơi đây, chẳng lẽ Thanh Huyền Đỉnh đối với Côn Lôn Hư những cường giả kia không có sức hấp dẫn liền sao? Lão đại, cái này 3 người xử trí như thế nào? Vậy kỳ ra 2 vị cường giả nghe được những lời này, tức giận nói, to gan. Các người có biết chúng ta đứng sau lưng ai? Ta khuyên người hết sức mau thả chúng ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời nói lạnh như băng hết sức. Vậy mái tóc dài nam tử cười một tiếng, đi tới cái đó nói chuyện kỳ gia cường giả trước mặt, nhàn nhạt nói, ngươi nói hơi nhiều, mặc dù không biết ngươi đứng sau lưng ai, nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Dứt lời, vậy mái tóc dài nam tử đột nhiên đưa tay ra, một tia nhàn nhạt khí lưu vần quanh. Một giây kế tiếp, một trường vỗ ở vậy chàng trai trên thiên linh cái. Nháy mắt tức thì, chết hơi thở bao phủ. Tại chỗ hóa là xương máu, chết không thể chết lại. Vậy mái tóc dài nam tử vừa nhìn về phía đỏ mạng hạ một cái khác kỳ gia cường giả, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Không, chấm, vậy còn dư lại kỳ gia cường giả hoàn toàn luống cuống. Nếu không có, vậy ta liền đưa ngươi lên đường. Mái tóc dài nam tử lần nữa một chưởng vỗ ra, xương máu từng cơn, hắn toàn thân đều là máu tươi. Máu tươi để cho hắn đổi được dữ tợn. Giết hại để cho hắn điên cuồng. Ngắn ngủi 2 giây, kỳ ra 2 vị cường giả toàn bộ chết. Chỉ còn lại Kỳ Lâm một người. Thời khắc này Kỳ Lâm sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng, nàng biết đám người này thủ đoạn. Bọn họ một mắt liền nhìn thấu thân phận mình đặc thù, cho nên 2 người kia liền không có bất kỳ giá trị gì. Thanh niên tóc dài làm xong hết thảy các thứ này, đi tới Bạch Triển Nguyên bên người, lão đại. Ngươi để cho ta làm đã tốt. Bạch Triển Nguyên gật đầu một cái, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đung đưa, sau đó ánh mắt rơi cách không xa cả người cứng ngắc trên người cô bé. Nói đi, ngươi tới từ nơi nào, có thể cho ta cái gì, ta có thể cân nhắc cho một mình ngươi tốt kiểu chết. Hắn thanh âm rất bình thản, lặp đi lặp lại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình vậy. Kỳ Lâm biết rõ mình không có lựa chọn, nàng tỉnh táo lại, suy nghĩ hết thảy chạy trốn phương án. Nhưng là phát hiện mình giờ phút này không có sức đến mức tận cùng. Tiểu thuyết, ai có thể nghĩ tới rung động Côn Lôn Hư Bạch Triển Nguyên sẽ ở chỗ này à? Ta biết ngươi thân phận, nhưng là ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi, ta là người kỳ gia, nếu như ngươi động ta,
tỷ tỷ ta Kỳ Tư Thanh sẽ nổi giận, nàng tức giận, các người không cách nào chịu đựng. Còn nữa, Kỳ gia thành tựu Côn Lôn hư gia tộc lớn, một khi chọc tới, sẽ rất phiền toái. Bạch Triển Nguyên, trong lòng ngươi chắc có một cây cân, có thể cân nhắc. Bạch Triển Nguyên nghe được Kỳ gia, con ngươi hơi co rúm một cái, giếng cổ không dao động trên mặt rốt cuộc có một tia chập chờn. Hắn cầm trong tay quạt xếp khép lại, thân phận nếu biết, vậy ngươi liền cầm ra ta cảm thấy hứng thú đổ đi, Kỳ gia ở Côn Lôn hư địa vị không tệ, trên mình ngươi tổng có một ít bảo bối đi. Kỳ Lâm hô hấp bình ở, trên người nàng quý trọng nhất không ai bằng Kỳ Tư Thanh cho nàng vậy cái kim đan. Nhưng mà kim đan là dùng để và thanh huyền đỉnh người đổi trác, một khi cầm ra, phụ thân mệnh làm thế nào? Nàng khẽ cắn răng, lắc đầu nói ta chẳng qua là một cái bé gái, bất ngờ đi ngang qua nơi đây, ngươi cho rằng, Kỳ gia sẽ cho ta bảo bối gì? Bạch Triển Nguyên cười, nụ cười nhìn như rất là ấm áp, tiểu muội muội, nói láo cũng không phải là cái gì tốt thói quen nha. Lời nói rơi xuống, Bạch Triển Nguyên vậy ngón tay thon dài đột nhiên động, ngón tay bóp quyết, không trung tựa như ngưng tụ ra một đôi tay. Hư tay hướng về phía Kỳ Lâm nhẹ nhàng nắm chặt, một đạo kim quang lóe lên. Vậy Kỳ Tư Thanh kim đan chỉ như vậy treo lơ lửng ở Bạch Triển Nguyên trước mặt. Bạch Triển Nguyên đưa tay ra, đem đan dược cầm ở lòng bàn tay, coi như không tệ, đây chính là thượng cổ đan dược, có thể nói là chúng ta cái này tháng thu hoạch lớn nhất. Tiểu muội muội, xem ra ngươi ở Kỳ gia thân phận không thấp. Nhưng là đáng tiếc, ngươi đã biết ta tồn tại, ta không thể nào để cho ngươi còn sống. Bạch Triển Nguyên đem đan dược nhận lấy, lộ ra lạnh nhạt nụ cười. Kỳ Lâm giờ khắc này cảm giác được nụ cười kia phảng phất là tử thần nụ cười. Nàng cả người lạnh như băng, béo mập quả đấm gắt gao cầm chặt. Nàng thậm chí đã nghĩ đến tỷ tỷ biết mình xảy ra chuyện sau đó, sẽ lại biết bao tức giận. Nói không chừng toàn bộ Côn Lôn hư cũng biết động đất. Bạch Triển Nguyên ngón tay bóp quyết, mới vừa định dùng trận pháp giải quyết Kỳ Lâm, nhưng là cảm giác đạo một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bên này tới. Đại khái một phút sau đó, thì biết đi qua nơi đây. Lại có khách nhân tới, đem những thi thể này và máu tươi xử lý một chút. Bạch Triển Nguyên phân phó xong, lại là năm ngón tay giữ lại Kỳ Lâm cổ, hướng trong bóng tối lao đi. Ngươi hẳn vui mừng, người nọ cứu ngươi một mạng. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi xem ta Bạch Triển Nguyên như thế nào săn giết con mồi. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Sáu người lại là mang Kỳ Lâm tới cũng bóng tối chỗ sâu. Kỳ Lâm phát hiện bóng tối chỗ sâu, thậm chí có nhiều đạo trận pháp, lại là hiện lên mấy cái hư không màn ảnh. Màn ảnh trên, giám thị mỗi một vòng thành góc chết. Kỳ Lâm thở dài một tiếng, như vậy kế hoạch tinh vi, lại là Côn Lôn hư đệ nhất thiên tài trận pháp sư, một phút sau đó, phỏng đoán lại có người muốn bỏ mình. Một phút sau đó, Kỳ Lâm rốt cuộc thấy được một cái màn ảnh trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Là một cái ăn mặc đồ dạo phố thanh niên tóc ngắn. Thanh niên dưới háng có một đạo hỏa diễm ngựa tốt, chạy như điên tới. Thanh niên bóng người càng ngày càng gần. Đột nhiên, Kỳ Lâm con người phóng đại, tựa như gặp quỷ vậy. Thân thể của nàng lại là bất chi giác run rẩy. Bởi vì trong hình cái này người thanh niên, nàng biết à. Lại là vô cùng quen thuộc. Tên này không phải là Hoa Hạ Diệp Thần sao? Nàng hoàn toàn chắc chắn đối phương chính là Diệp Thần. Mấu chốt Diệp Thần lúc nào tới Côn Lôn hư, tại sao lại phải bước vào Thanh Huyền Đỉnh? Đáng chết, tên này tại sao phải đi tìm cái chết à? Nàng thực lực không đủ để chống lại, càng không cần phải nói Diệp Thần. Nàng loáng thoáng nhớ, mình rời đi Hoa Hạ thời điểm, Diệp Thần thật giống như còn dừng lại ở khí động cảnh. Khí động cảnh ở Côn Lôn hư căn bản không đáng một đề ra. Thậm chí liền Bạch Triển Nguyên tùy tùy tiện tiện một đạo trận pháp cũng không chống đỡ nổi. Mà giờ khắc này, Bạch Triển Nguyên nhưng là nhíu mày một cái, chu vi 10 dặm đều có hắn trận pháp. Nhưng là không biết tại sao, hắn từ người thanh niên kia trên mình lại cảm thấy một tia uy hiếp. Loại này uy hiếp đến từ hắn nhiều năm bỏ mạng sinh hoạt trực giác. Mắt xem cưỡi thú cưỡi thanh niên thì phải chạm được trận pháp cơ chế, để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, thanh niên kia lại có thể ngừng lại. Diệp Thần sở dĩ dừng lại, dĩ nhiên là thời gian đầu tiên phát hiện không đúng. Hắn sư phụ Thương Hải Bình lấy linh phù nhập đạo, linh phù lại là trận pháp thủy tổ.
cho nên hắn đối với trận pháp có cực mạnh bén nhạy cảm. Vượt xa Côn Lôn hư người bất kỳ. Hắn cảm giác được dưới chân trận pháp hơi thở lại có thể càng ngày càng mãnh liệt. Hắn gắt gao quét mắt một vòng chung quanh, sau đó ánh mắt lạnh như băng bắn đi ra ngoài. Cái này ánh mắt tựa như một đầu sói đói, mang huyết quang và ý định giết người. Chỗ sâu Bạch Triển Nguyên thậm chí còn lại 5 người hoàn toàn giật mình. Nụ cười trên mặt đọng lại. Bọn họ lại có thể bị phát hiện. Làm sao có thể? Nơi đây có thể là có một đạo cực mạnh che đậy trận pháp, dù là thánh vương cảnh cường giả tới, vậy phát hiện không được bọn họ tồn tại. Nhưng là trước mắt lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật bị đối phương phát hiện? Giờ khắc này Bạch Triển Nguyên sắc mặt có chút khó khăn xem, vội vàng nhìn về phía mái tóc dài nam tử, lạnh lùng nói, không cần mai phục, cưỡng ép khởi động thượng cổ phong thần trận. Một giây kế tiếp, xa xa đang nhìn chằm chằm bóng tối chỗ sâu Diệp Thần chính là phát hiện được liền 3 đạo hồng quang cuốn tới. Khi thấy hồng quang xuất hiện, Diệp Thần kinh ngạc mấy phần, thượng cổ phong thần trận. Có ý tứ, trận pháp này không phải đã ở Côn Lôn hư biến mất sao? Người khác không biết trận pháp này, hắn nhưng mà biết. Bởi vì Thương Hải Bình đã từng đem rất nhiều trận pháp toàn bộ truyền thụ Diệp Thần. Cho nên Diệp Thần hiểu trận pháp, vượt xa Côn Lôn hư người bất kỳ. Hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, một hơi một tí, cho đến 3 đạo hồng quang đem muốn xuyên thấu thân thể, hắn 5 ngón tay giương ra. Mang theo cuồng bạo khí thế cuộn sạch đi. Thấy một màn này, Bạch Triển Nguyên và mấy người còn lại cười nhạt liền liền. Một khi thanh niên kia phá hư 3 đạo hồng quang, đỏ mạng chân áp, thanh niên này liền chắp cánh khó bay. Kỷ Lâm cũng là thần sắc hốt hoảng, nàng muốn nhắc nhở Diệp Thần nhưng phát hiện căn bản không có thể. Đáng chết, cái này Diệp Thần thật là lớn ngu ngốc, tại sao phải tới nơi này à? Liền tại tất cả người chắc chắn Diệp Thần sẽ bị khốn thời điểm, Diệp Thần 5 ngón tay phương hướng đột nhiên thay đổi. Cùng hồng quang sát vai mà qua, 5 ngón tay lại là xuyên thấu không khí. Một giây kế tiếp, một đạo đỏ mạng rất miễn cưỡng bị hắn lôi đi ra. Đồng thời, Diệp Thần trong tay tràn ra vô số sấm sét. Đỏ mạng ngay tức thì bị lôi điện xuyên thấu, trực tiếp vô tình biến dạng. Nếu cho ta chuẩn bị lễ lớn như thế vật, liền đừng giống như con rùa đen rúc đầu như nhau đoá đoá tàng tàng. Diệp Thần con người bắn về phía bóng tối chỗ sâu, thanh âm lạnh như băng tựa như tiếng sấm vang khắp. Mà vậy bóng tối chỗ sâu, mái tóc dài nam tử sắc mặt ảm đạm, huyết khí dâng trào, tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Thượng cổ phong thần trận bị phá. Hắn lại vẫn bị cắn trả. Thanh niên này rốt cuộc là ai à? Mà giờ khắc này, Kỷ Lâm diễn cảm phong phú đến mức tận cùng. Nàng vốn cho là Diệp Thần sẽ bị đỏ mạng vây khốn, sau đó khổ khổ cầu xin tha thứ. Nàng thậm chí đã nghĩ xong trước khi chết, và Diệp Thần lại gặp một lần. Nói chuyện cũng tốt lên đường. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thần lại phá hư trận pháp. Đây chính là thượng cổ phong thần trận à. Bị nói là hắn vậy cái rác dưới cảnh giới, coi như Diệp Thần vượt qua đến nhập thánh cảnh, mà không có tư cách đối kháng à. Nhưng là trước mắt vậy là cái gì quỷ? Cái này phàm căn Diệp Thần, bị Côn Lôn hư vô số tông môn cười nhạo ròng rã 5 năm Diệp Thần, quỷ dị vậy phá hư trận pháp. Lại là đem thanh niên tóc dài cắn trả bị thương. CMN, thằng nhóc này lại còn hiểu trận pháp. Y thần môn không phải y đạo vi tôn sao, y thần môn trưởng môn cũng là hiểu sơ trận pháp đi, căn bản không có thể dạy Diệp Thần loại này thượng cổ trận pháp phương pháp phá giải. Vẫn là nói, hết thảy các thứ này đều là thằng nhóc này chó ngáp phải ruồi. Kỷ Lâm cảm giác nghĩ đầu cũng phải lớn hơn, bất quá căn cứ nàng đối với Diệp Thần biết rõ. Nhất định là vận khí. Bạch Triển Nguyên thấy thủ hạ bị thương, liền vội vàng lấy ra một viên đan dược, để cho thanh niên tóc dài ăn vào. Vận công, cố thủ đan điền. Thanh niên tóc dài cũng không nói nhảm, đan dược dược liệu ở trong người không ngừng va chạm. Mấy giây sau đó, hắn mới có thể tỉnh hồn lại. Thanh niên tóc dài chợt đứng lên, trong mắt tràn đầy giết hại, lão đại, tiểu xúc sinh kia chẳng qua là một người, chúng ta dùng trận pháp gì? Trực tiếp đi ra ngoài trấn áp, mụ, lão tử ngày hôm nay không phế hắn, ta liền con mẹ nó là xúc sinh. Bạch Triển Nguyên gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào màn ảnh trên thanh niên trên mình,
hắn tới một chút hứng thú. Không tới 10 giây, liền phát hiện thượng cổ phong thần trận, lại là phá vỡ, kết quả là vận khí hay là thực lực. Đi thôi, trước không nên giết liền thằng nhóc này, ta có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Rất nhanh, đoàn người chính là mang Kỷ Lâm đi ra phía ngoài. Khi bọn hắn đi ra bên ngoài, nhưng là phát hiện người thanh niên kia đã xuống ngựa, không biết từ nơi nào dọn ra một cái băng ghế, có nhiều thú vị ngồi. Trong miệng lại là ngậm một điếu thuốc, khói mù lượn lờ. Rất là nhàn nhã. Bạch Triển Nguyên đám người xuất hiện, cũng không có để cho Diệp Thần có bất cứ ba động gì, thậm chí hắn liền quay đầu sao sao cũng không có. Tựa như không thèm chú ý đến mức tận cùng. Thanh niên tóc dài thấy một màn này, tức giận không được. Bọn họ canh giữ ở Thanh Huyền đỉnh cơ hồ dòng dã 3 năm. Lúc nào nhận loại này làm nhục. Thằng nhóc, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này hút thuốc. Con mẹ nó, ngươi là tìm không chết được. Diệp Thần vẫn không có để ý tới. Đột nhiên, một đạo thanh thuần thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Thần. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần ngẩn ra, chợt xoay người, ánh mắt hướng một cái bé gái bóng người bắn tới. Kỷ Lâm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kỷ Lâm vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Mấu chốt thời khắc này Kỷ Lâm hiển nhiên bị trận pháp trói buộc, nhúc nhích không được. Diệp Thần bóp tắt trong tay khói, nhíu mày một cái nói, ngươi làm sao sẽ cùng đám người này chung một chỗ, bọn họ bắt cóc ngươi. Kỷ Lâm liếc một cái Diệp Thần, như thế rõ ràng sự việc, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra. Ngươi làm sao tới Côn Lôn hư. Thanh niên tóc dài nhìn hai người lại hàn huyên, đầu tiên là kinh ngạc mấy phần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thằng nhóc này lại và cái này bé gái biết. Mấu chốt cái này hai tên tựa như khi bọn hắn không tồn tại à. Hắn nhìn về phía Bạch Triển Nguyên, người sau hướng hắn gật đầu một cái. Thanh niên tóc dài hừ lạnh một tiếng, tiểu xúc sinh, còn có tâm tình nói nhảm, mặc dù không biết ngươi làm sao phá hỏng thượng cổ phong thần trận, nhưng là không trọng yếu, cho lão tử quỳ xuống. Một tiếng giống giận, vang khắp phân tiêu. Sau đó, thanh niên tóc dài mang mưa to gió giữ hướng Diệp Thần phóng tới. Tay hắn chỉ nhanh chóng bóp quyết, chung quanh mặt đất cũng chấn động lên. Hắn lấy trận pháp điều động thiên địa thế. Thực lực lại là không ngừng leo lên. Sát cơ lạnh như băng, đủ để cho người bất kỳ như rơi vào hầm băng. Nhưng là cái này dùng mình nhưng là để cho Diệp Thần không có phản ứng chút nào. Hắn một bước bước ra, như bước sơn hà. Đồng thời, vậy dập tắt tàn thuốc ở lòng bàn tay tựa như ngưng tụ ra một đạo lực lượng. Vô số chân khí bọc. Vèo, một tiếng, trực tiếp bắn ra. Theo tàn thuốc bắn ra nháy mắt, đất đai hung hãn chấn động lên. Tựa như mũi tên nhọn hoa phá trường không. Mà Diệp Thần bóng người nhưng là ngạo nghễ tại giữa trời đất, hai tay chắp sau lưng, tựa như giải quyết đã định. Tiểu xúc sinh. Chính là tàn thuốc còn muốn. Vậy thanh niên tóc dài lời còn chưa nói hết, chính là cảm giác được cả người huyết dịch động lại. Hắn đem tàn thuốc hoàn toàn phá hủy. Nhưng là một màn quỷ dị nhưng là xuất hiện. Một đạo kim sắc lưới lớn bỗng nhiên hiển lộ. Cái này, trận pháp này giống như đã từng quen biết, lại là thượng cổ phong thần trận. Đối phương lại có thể cũng sẽ cái này thượng cổ trận pháp. Lại là trả lại cho hắn. Mấu chốt đối phương trận pháp tựa như dung hợp giữa trời đất, so thanh niên tóc dài thi triển càng cường đại hơn. Lưới vàng bao trùm hết thảy, thanh niên tóc dài cảm giác được không đúng, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng phát hiện vậy lưới vàng căn bản làm ơn không được, còn chưa đến gần, liền đem hắn bao vây lại. Cơ hồ ngay tức thì, thanh niên tóc dài liền bị màu vàng lưới lớn vây khốn. Lưới lớn lại là không ngừng tìm kiếm. Thanh niên tóc dài thống khổ đến trình độ cao nhất. Từng đạo xiết vết nhìn thấy mà giật mình, thậm chí máu tươi đều không ngừng xông ra. Ngươi không phải muốn biết ta làm sao phá hỏng ngươi thượng cổ phong thần trận sao? Bởi vì ngươi trận pháp quá rác rưởi. Diệp Thần thanh âm đạm mạc rơi xuống. Sau đó năm ngón tay nắm chặt, bên đem thanh niên tóc dài hút tới. Hung hãn bóp đối phương cổ. Chỉ cần thoáng động thủ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy Bạch Triển Nguyên bên người mấy người gặp thanh niên tóc dài lại có thể bị vây, một người trong đó tay cầm trường kiếm, hướng Diệp Thần đâm tới. Khí thế ngút trời. Đối phương hiển nhiên phải đem Diệp Thần chém chết. Không có bất kỳ nương tay.
Diệp Thần thần sắc lạnh như băng mấy phần, nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta cút. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, một đạo kiếm quyết trực tiếp tạo thành. Kiếm quang điên cuồng bắn ra. Ùm ùm. Kiếm quang bắn tán loạn, sắc bén bạo tăng. Khí thế kia tựa như lưu hành đập xuống phàm trần, biến dạng không khí, từng cơn sao hỏa. Bành. Kiếm quang ngay tức thì liền cùng xuất thủ người đàn ông đụng vào nhau. Ánh lửa phun ra. Vô biên đợt khí chính giữa, người đàn ông kia thân hình miễn cưỡng dừng lại, kiếm trong tay trực tiếp vỡ vụn. Hắn thân thể lại là hướng phía sau đập ra ngoài. Hắn con người tràn đầy hoảng sợ, trừ Bạch Triển Nguyên trở ra, hắn chưa từng có thấy người có thể lấy trận pháp phá vỡ hết thảy. Xì. Hắn cũng không nhịn được nữa, Diệp Thần kiếm quang ở giữa đợt khí tựa như xuyên thấu hắn ngũ tạng lục phủ, hắn trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi. Gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Sau đó, Diệp Thần sắc bén nhìn về phía Bạch Triển Nguyên. Mặc dù không biết Bạch Triển Nguyên, nhưng là đối phương khí thế rất rõ ràng, chính là đám người này đầu. Ta dùng người nam này không nam nữ không nữ người trao đổi cái đó bé gái như thế nào. Nếu như không giống vậy, ta chỉ có thể để cho hắn hưởng thụ một chút hành hạ mùi vị. Bị kẹt thanh niên tóc dài mới vừa muốn nói cái gì, khi thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng kia vẫn là hèn nhát. Được. Bạch Triển Nguyên thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh trong nhưng là mang vẻ tức giận. Một giây kế tiếp, Kỳ Lâm chính là bị hắn vô tình quăng ra ngoài. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chân khí ngưng tụ, một chưởng vỗ hướng thanh niên tóc dài. Thanh niên khạc ra một ngụm máu tươi, hung hãn nện xuống đất. Mà Diệp Thần nhưng là thời gian đầu tiên ôm lấy Kỳ Lâm. Đã từng Kỳ Lâm và Kỳ Tư Thanh giúp hắn qua vô số lần. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Kỳ Lâm bị thương. Kỳ Lâm trợn to mắt mâu, tuyệt đối không nghĩ tới, đời này vậy mà sẽ bị Diệp Thần cứu. Hơn nữa, nàng phát hiện Diệp Thần tu vi không còn là khí động cảnh, mà là chân nguyên cảnh. Thằng nhóc này ăn thuốc mạnh gì, lúc này mới bao lâu không gặp, lại vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Còn nữa, thằng nhóc này làm sao biết trận pháp à? Diệp Thần, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không người khác giả trang. Còn nữa, nhanh lên đem bổn bà cô để xuống, ngươi có phải hay không muốn sờ ngực ta, liền bé gái đậu hũ đều phải ăn, ngươi quá không biết xấu hổ, tin không tin ta và tỷ tỷ nói. Diệp Thần cười một tiếng, đây mới là hắn biết Kỳ Lâm. Hắn đem Kỳ Lâm thận trọng đặt ở trên ghế, sau đó từ luân hồi mộ địa lấy ra một ít quả vặt, tiếp theo liền giao cho ta đi. Ngươi ở bên cạnh nhìn là được, mấy tháng trước, ngươi ở tỉnh Chiết Giang giúp ta một lần, hôm nay, sẽ để cho ta giúp ngươi sao? Kỳ Lâm trợn to mắt mâu, nhìn trong tay bị nhét đầy quả vặt, nàng óc cơ hồ vô ích. Tên này lại có thể thời gian đầu tiên muốn không phải chạy trốn, mà là muốn nàng ở bên cạnh xem cuộc vui. Chẳng lẽ thằng nhóc này phải đối phó Bạch Triển Nguyên? Vậy thanh niên tóc dài và Bạch Triển Nguyên trận pháp thực lực có thể căn bản không giống nhau à? Diệp Thần điên rồi phải không, còn muốn khiêu chiến Côn Lôn hư đệ nhất thiên tài trận pháp sư. Nàng mới vừa giải thích cái gì, Bạch Triển Nguyên nhưng là đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, hắn thủ hạ ta, ngươi vì sao còn phải hạ như vậy tay. Thanh âm lạnh như băng, không có bất kỳ nhiệt độ, tựa như mùa đông hàn sương. Diệp Thần yên lặng lại móc ra một điếu thuốc, vốn định đốt, nhưng là cuối cùng vẫn là thả trở về. Bởi vì mỗi lần hút thuốc, Kỳ Lâm thì biết mắng lên mấy câu, vậy thì không hút. Hắn nhìn về phía Bạch Triển Nguyên, nhàn nhạt nói Kỳ Lâm là bạn của ta, ngươi động nàng, ta rất không vui, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng bạn ta nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội sống. Lời này vừa nói ra, không chỉ Kỳ Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, Bạch Triển Nguyên và người bên cạnh hắn cũng cười. Vẫn còn có người dám để cho Bạch Triển Nguyên quỳ xuống nói xin lỗi. Đùa gì thế? Bạch Triển Nguyên trong tay quạt xếp mở ra, nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi là thứ gì, ta dựa vào cái gì muốn biết ngươi? Ngươi còn có 5 giây thời gian. Nghe được câu này, Bạch Triển Nguyên thần sắc lạnh như băng, một giây kế tiếp, ngón tay bóp quyết, ngày nay bây giờ, tựa như mưa gió biến sắc. Vô số chân khí hướng Bạch Triển Nguyên ngón tay thon dài đi. Ta vốn không muốn ra tay,
nhưng là xem ra ngươi vậy hiểu mấy phần trận pháp, hôm nay ta liền để cho ngươi rõ ràng, cái gì là nghiền ép. Một cổ vô hình trận pháp kết giới tạo thành, mà Diệp Thần dưới chân tựa như hóa là vạn trượng nham thạch nóng chảy, nóng bỏng không ngừng cuốn tới. Nham thạch nóng chảy phun trào. Đột nhiên, một cái đỏ thẫm nham tương cự xà hướng Diệp Thần tới. Miệng phun ngọn lửa, không đến gần một bước, cây cối chung quanh trực tiếp thiêu hủy mở. Lửa rồng cuồng xà trận, ta muốn đầu của tiểu tử này lô bẻ gãy. Bạch Triển Nguyên âm u cười. Côn Lôn hư trận thứ nhất pháp thiên mới oai, làm cho lòng người sợ hãi. Một bên ngồi Kỳ Lâm cũng là Diệp Thần lo lắng. Nàng không phải là không coi trọng Diệp Thần, mà là cả Côn Lôn hư thanh niên tài tuấn, ở trận pháp lãnh vực, cũng không có tư cách cùng Bạch Triển Nguyên như nhau à. Diệp Thần, ta tới giúp ngươi. Kỳ Lâm buông xuống quả vặt, mới vừa muốn động thủ, Diệp Thần nhưng là muốn lắc đầu một cái, ngươi cái này nha đầu, năm năm này luôn là ở ta trước mặt làm ra vẻ, hôm nay là không phải cũng phải cấp ta hiển lộ thân thủ cơ hội. Nhưng mà, hắn là Bạch Triển Nguyên à, Kỳ Lâm nói. Diệp Thần nhíu mày một cái, quản hắn là cái gì Bạch Triển Viên, vẫn là Bạch Trảm Kê, ở ta trước mặt, cũng không có dùng. Nghe được Bạch Trảm Kê cái này ba chữ, Bạch Triển Nguyên thiếu chút nữa khạc ra một hớp lão máu. Tức giận để cho trận pháp kia ở giữa nham thạch nóng chảy tung lên vạn trượng sóng lớn. Vậy nham tương cự xà càng tựa như sừng sững giữa trời đất, hướng Diệp Thần cắn nuốt. Diệp Thần vươn người một cái, nhàn nhạt nói, trận này coi như không tệ, vừa vặn, ta cũng biết. Không quá ta cao cấp hơn, Long Viêm Thần Long Trận. Lửa rồng cuồng xà trận là do Long Viêm Thần Long Trận diễn hóa tới. Đều là thượng cổ trận pháp, lại không giống thường ngày mà nói. Diệp Thần ngón tay càng lúc càng nhanh. Liền đang nộ hống tiếng rơi xuống nháy mắt, Bạch Triển Nguyên và sau lưng mọi người dưới chân cũng là xuất hiện một đạo vạn trượng nham thạch nóng chảy. Mà nham thạch nóng chảy lăn lộn, long ngâm từng cơn. Một giây kế tiếp, tiếng nổ vang khắp. Lần này không phải nham tương cự xà, mà là một cái đỏ thẫm rồng lửa chui ra. Rồng lửa xuất hiện, cả thế giới nhiệt độ đều tựa như bay lên. Cửa địa ngục lúc này mở ra. Mà vậy nham tương cự xà thấy đỏ thẫm rồng lửa xuất hiện. Theo bản năng, rút về. Vốn là cường thế hoàn toàn không có ở đây. Chìm vào nham thạch nóng chảy. Giờ khắc này, Bạch Triển Nguyên sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Ai có thể nghĩ tới thằng nhóc này vậy mà sẽ giống nhau trận pháp. Mấu chốt mình ở trên trận pháp thành tựu bị đối phương hung hãn đè. Làm sao có thể? Như vậy sự việc. Mấy chục năm chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn vậy chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại lòng, lại có thể lần đầu tiên giãn ra. Xì, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hiển nhiên là Bạch Triển Nguyên khí huyết công tâm. Bạch Trảm Kê, ngươi còn có cái gì trận pháp, ta ngày hôm nay tâm tình coi như không tệ, nguyện ý cùng ngươi vui đùa một chút. Diệp Thần có nhiều thú vị nói. Hắn bổn mạng linh phù còn chưa sử dụng. Loại này tồn tại, hắn thật không sợ. Bàn về thực lực, ở không mượn luân hồi mộ địa dưới tình huống, hắn thật không nhất định là Bạch Triển Nguyên đối thủ. Nhưng là bàn về trận pháp, dù là trận minh minh chủ, cũng phải cấp hắn nhường đường. Đây cũng là Thương Hải Bình cao nhất đường lớn. Thế gian chỉ có hắn Diệp Thần truyền thừa. Thời khắc này Diệp Thần cường thế đến trình độ cao nhất, trên mình bùng nổ khí thế tựa như sừng sững trong thiên địa thần tôn. Kỳ Lâm vậy mắt to cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Cái này còn là 5 năm trước một mực bị Côn Lôn hư mọi người cười nhạo Diệp Thần. Trận pháp cuộc chiến, lại liền Côn Lôn hư trận thứ nhất pháp thiên mới Bạch Triển Nguyên đều không địch. Lại là rất miễn cưỡng để cho Bạch Triển Nguyên khạc ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, nàng phát hiện Diệp Thần thần bí đến trình độ cao nhất. Thằng nhóc này đi Hoa Hạ nửa năm, trên mình tuyệt đối xảy ra đại sự. Bạch Triển Nguyên lau sạch máu tươi trên khóe miệng, cười âm hiểm. Thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi trận pháp thành tựu coi như không tệ, đáng tiếc, ngươi không nên tại ta là địch, đã từng là ta tàn sát mọi người, càng bị Côn Lôn hư vô số cường giả đuổi giết. Ngươi biết ta tại sao sống sót sao? Bởi vì ta bởi vì sát trận mà sống, ngươi bất kỳ cũng biết bị người giết lục đại trận chiếm đoạt, bao gồm ngươi. Một tiếng giống giận, Bạch Triển Nguyên trong tay quạt xếp mở ra. Kim mang lóe lên.
Diệp Thần nhìn vậy tia sáng chói mắt, không có sợ hãi chút nào, lại là đem vậy điếu thuốc thơm lấy ra, nhàn nhạt nói, người tin không tin, ta trong tay khói, liền có thể phá hư trong tay ngươi cây quạt pháp khí. Cái gì? Một điếu thuốc lại chỉ muốn đối kháng Bạch Triển Nguyên trong tay pháp khí. Bạch Triển Nguyên thậm chí còn sau lưng thủ hạ, diễn cảm có chút bối rối. Thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ dĩ nhiên biết Diệp Thần trong tay khói không có chút nào linh khí. Thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, không có bất kỳ lực sát thương. Loại đồ chơi này làm sao phá pháp khí? Bạch Triển Nguyên gương mặt dữ tợn. Dòng dã 5 năm, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy khinh thị hắn, lại là như vậy cuồng ngông. Năm đó hắn cướp đi trận minh cao nhất chi bảo, chính là trong tay cây quạt. Này phiến tên làm trận cổ phiến, là thượng cổ trận thạch chế tạo. Bên trong hàm chứa cao nhất trận pháp đường lớn. Giá trị văn hoa. Bỏ ra giá trị, nếu như dùng trận cổ phiến ngưng trận, trận pháp cường độ sẽ đem lên cao 10 lần cũng hoặc là 100 lần. Thậm chí như ngưng tụ sát trận, đủ để giết người tại vô hình. Những năm gần đây, hắn căn bản không có gặp phải có thể ngăn cản trận cổ phiến tồn tại. Huống chi, trong đầu hắn còn có vô số đạo sát trận à. Hắn thành tựu Côn Lôn hư đệ nhất thiên tài trận pháp sư, ở thanh niên trong đồng lứa, căn bản không người có thể chống lại. Hơn nữa trận này cổ phiến, có ai tư cách ngăn trở? Kỷ Lâm cũng là cảm nhận được Diệp Thần cuồng ngông, nàng thiếu chút nữa tức giận khạc ra một hớp lão máu. Mặc dù Diệp Thần không biết nơi nào học được trận pháp, nhưng là ở Bạch Triển Nguyên trước mặt cũng không có tư cách cuồng ngông à. Dùng thuốc lá đối kháng pháp khí, sợ rằng toàn bộ Hoa Hạ và Côn Lôn hư, chỉ có Diệp Thần một người dám làm như vậy đi. Nhưng mà làm như vậy kết quả rất rõ ràng, chính là tìm chết. Diệp Thần, Bạch Triển Nguyên trong tay cây quạt có chút cổ quái, nhất định phải cẩn thận. Năm đó Bạch Triển Nguyên cũng là bởi vì này bị tất cả đại tông môn truy nã. Nghe nói, năm đó hắn dùng vật này tru diệt sấp xỉ ngàn người. Đúng rồi, Diệp Thần, người tiến vào Côn Lôn hư khẳng định nghe nói qua Diệp Thí Thiên uy danh đi, tên này từ trình độ nào đó mà nói, và Diệp Thí Thiên như nhau nguy hiểm. Kỷ Lâm rất sợ Diệp Thần không hiểu được, liền dùng Diệp Thí Thiên tới giơ ca. Diệp Thần nghe được Diệp Thí Thiên cái này ba chữ, khóe miệng ngược lại là lộ ra một đạo nụ cười, hiếu kỳ nói. Như vậy Bạch Trảm Kê và trong miệng ngươi Diệp Thí Thiên đánh, ngươi tuyệt đối ai sẽ thắng? Kỷ Lâm ngẩn ra, sắc mặt cổ quái. Vậy làm sao so à? Hai người căn bản không có giao thủ qua, càng không thể nào giao thủ. Bất quá nàng vẫn là nghĩ sâu xa mấy giây, nghiêm túc nói, nếu như Bạch Trảm Kê và Diệp Thí Thiên giao thủ, cá nhân ta càng nghiêng về Diệp Thí Thiên, dẫu sao vậy Diệp Thí Thiên không biết lai lịch, thủ đoạn thông thiên. Bạch Trảm Kê 5 năm này cơ hồ ẩn núp tất cả đại tông môn, nhưng là cái này Diệp Thí Thiên đối mặt trăm tông lệnh truy sát, không chỉ không tránh, lại là không chút kiêng kỵ xuất hiện, loại này tồn tại tất nhiên có dựa vào. Bất chi bất giác, Kỷ Lâm cũng là đem Bạch Triển Nguyên kêu thành Bạch Trảm Kê. Bởi vì quá quen miệng. Mà giờ khắc này Bạch Triển Nguyên nghe được hai người đối thoại, giận không kềm được. Hắn chân thực nhịn không nổi nữa. Hôm nay hắn nhất định phải đem cái này hai người bằng thây vạn đoạn. Không do dự nữa, ngón tay nhanh chóng bóp quyết, trong tay trận cổ phiến nhẹ nhàng động một cái, một cổ vô hình đợt khí hướng bốn bề cuộn sạch đi. Giờ khắc này, đúng cái trời đất phảng phất là Bạch Triển Nguyên nắm trong tay. Chết đến ập lên đầu, lại còn có tâm tình tán gẫu, hôm nay, ta liền để cho các người cảm thụ, vì sao là nghịch thiên sát trận. Vạn là kiếm huyết trận. Dậy. Bạch Triển Nguyên một tiếng giống giận, mấy bước ra, hắn thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Chu vi nghìn mét chi địa, đều là hắn trận pháp lãnh vực. Ở trong này, hắn chính là nắm giữ. Mấy bước dưới, hắn bóng người từng cơn, mắt thường chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Hắn nụ cười lộ ra một tia băng hàn, chớp mắt bây giờ liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hắn năm ngón tay nắm chặt, trong tay quạt xếp nhất thời hóa thành một chuôi trận pháp kiếm to. Kiếm dậy, kiếm rơi. Gió lớn từng cơn, chung quanh trận pháp khí đột nhiên hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Một kiếm này, thậm chí phá vỡ không khí, không cách nào ngăn trở. Tựa như một đầu thị huyết cự thú. Bạch Triển Nguyên có lòng tin tuyệt đối, ở trận pháp một đạo,
không có ai có tư cách thắng được hắn. Không có ai. Diệp Thần nhìn kiếm khí kia và cự thú, nhíu mày một cái. Hắn ngược lại là xem thường đối phương, trận này thế, cực kỳ cường thế, thậm chí bùng nổ lực lượng vượt qua nhập thánh cảnh đỉnh cấp. Vậy cường giả gặp phải cái này Bạch Triển Nguyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn không hiểu trận pháp chi đạo nói, vậy tất nhiên thua thiệt. Côn Lôn hư đệ nhất thiên tài trận pháp sư, ngược lại không phải là lãng đắc hư danh. Bạch Triển Nguyên nhìn thấu Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, chết ở ta trận hạ, không tính là mất mặt. Chờ sau khi ngươi chết, ta liền đưa cái đó bé gái cùng chung lên đường. Mắt xem mình nhất kích thì phải chạm được Diệp Thần nhưng là ngẩng đầu lên, ngón tay thuốc lá nhẹ nhàng một chuyển. Ta nói, đối phó ngươi, một điếu thuốc đủ, tại sao liền không muốn tin tưởng đây? Dứt lời, Diệp Thần quanh thân chân khí điều động ra, trực tiếp bọc ở trong tay thuốc lá trên. Đồng thời, bổn mạng linh phù trực tiếp sử dụng. Vô tận sấm sét vờn quanh ở thuốc lá trên. Điếu thuốc kia mang từng cơn lưu quang, hướng một phương hướng bắn ra. Bạch Triển Nguyên cảm thụ chung quanh gió lớn cùng với sấm sét, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì thuốc lá bắn ra phương hướng chính là vạn là kiếm huyết trận tâm trận. Trận này là hắn nhiều năm nghiên cứu ra, tâm trận ẩn núp hết sức. Tại sao đối phương chỉ một liếc một cái là có thể phát hiện? Thằng nhóc, ngươi dám. Do không được Bạch Triển Nguyên do dự, hắn tê tâm liệt phế thanh âm vang khắp. Sau đó, chợt cầm trong tay quạt xếp một chuyển, thậm chí đem mình một kích toàn bộ lực lượng thu hồi. Hắn đã chắc chắn Diệp Thần hiểu trận pháp, thậm chí vô cùng có thể trận pháp thành tựu vẫn còn ở trên hắn. Quạt xếp bộc phát ra u lam ánh sáng, hướng điếu thuốc kia đi. Nhưng mà, vẫn là chậm. Thuốc lá trực tiếp xuyên thấu vạn là kiếm huyết trận tâm trận. Chung quanh trận pháp hoàn toàn vỡ vụn, vô số đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ như vậy, Bạch Triển Nguyên lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Vạn là kiếm huyết trận vừa vỡ, hắn vậy bị cắn trả. Khói tới. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, vậy phá vỡ trận pháp thuốc lá ngay tức thì bay trở về đến Diệp Thần trong tay. Hắn nhẹ nhàng một chuyển, có nhiều thú vị nhìn về phía Bạch Triển Nguyên, và ta chơi trận pháp ngươi còn non một chút, ngươi có thể biết trận pháp đối với ta lại nói chẳng qua là cấp thấp đồ chơi mà thôi. Bạch Triển Nguyên ổn định thân hình, chợt cầm ra một viên màu vàng kim đan dược. Hắn bị thương, chỉ có màu vàng đan dược có thể giúp hắn. Kỷ Lâm gặp Bạch Triển Nguyên lại muốn ăn vào Kỷ Tư Thanh cho nàng đan dược, vội vàng nói, Diệp Thần, đan dược kia là tỷ tỷ cho ta. Được. Diệp Thần con người có giúp một cái, một bước bước ra, cơ hồ mười mấy mét. Trong tay chấn hồn kiếm trực tiếp xông ra, nắm chặt chấn hồn kiếm, Diệp Thần một kiếm hướng Bạch Triển Nguyên cánh tay chém tới. Hắn cảnh giới mặc dù là thần du cảnh, nhưng là kết hợp bổn mạng linh phù lực lượng, một kiếm này, cơ hồ vượt qua siêu phàm cảnh, lại là bước vào nhập thánh cảnh. Ông! Không khí kịch liệt chấn động. Bạch Triển Nguyên mặt liền biến sắc. Vội vàng đem kim đan thu hồi, đồng thời trong tay trận cổ phiến đối oanh đi. Bành! Thân kiếm và cây quạt kịch liệt va chạm, đợt khí tràn ra. Vô tận sấm sét điên cuồng từ chấn hồn kiếm xông ra, lại là leo lên trận cổ phiến. Bạch Triển Nguyên trợn to hai mắt, hắn cảm nhận được cánh tay kịch liệt chấn động, cơ hồ tê liệt. Không chỉ như vậy, trên người hắn quần áo toàn bộ bị vỡ ra tới. Mạnh mẽ kiếm khí và sấm sét lại xuyên thấu hắn thân thể, muốn đi vào hắn ngũ tạng lục phủ bên trong. Phốc xích. Bạch Triển Nguyên không thi triển trận pháp, làm sao và Diệp Thần đối chiến. Một cái tựa như phòng ấm đóa hoa, bỏ ra trận pháp, cái gì cũng không phải. Mà Diệp Thần không chỉ hiểu trận pháp, cùng nhau đi tới, lại là rất miễn cưỡng mở một đường máu. Há là một người như vậy có thể ngăn trở. Phốc xích. Bạch Triển Nguyên lại là khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây vậy bay ra ngoài, lại là hung hãn đập ở một tảng đá lớn trên. Đá lớn vỡ vụn, Bạch Triển Nguyên cảm giác cả người xương cốt đều phải vỡ vụn. Đồng thời, vậy viên kim đan cũng là bay ra, Diệp Thần năm ngón tay hút một cái, kim đan liền rơi vào bên trong tay hắn. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, Diệp Thần đạt được kim đan này, vẫn là kinh ngạc mấy phần. Thượng cổ đan dược, phẩm cấp cực cao,
mấu chốt rất hoàn mỹ à? Chí ít hắn bây giờ, trong thời gian ngắn căn bản không luyện chế được. Hơn nữa, đan dược này mặc dù có thượng cổ ý, nhưng là ở trong vòng 10 năm bị người luyện chế lần nữa qua. Côn Lôn Hư lại còn có thể luyện chế viên thuốc này tồn tại. Diệp Thần thậm chí nghĩ tới luân hồi mộ địa vậy nửa viên thái cổ hư thật đan. Nếu bất diệt chi chủ đã xuất hiện, hơn nữa vậy coi là đối với mình đồng ý, cũng nên hướng bất diệt chi chủ tìm kiếm thái cổ hư thật đan phương pháp luyện chế. Nếu không đoạn lôi nhân căn bản không cách nào thời gian ngắn thực chất hóa. Kỳ Lâm, tiếp theo. Diệp Thần tiện tay ném đi, liền đem kim đan trả lại cho Kỳ Lâm. Đồng thời, trong tay trấn hồn kiếm run một cái, trực tiếp sử dụng. Sấm sét bao trùm, cường đại kiếm ý huyền như lưu quang vạch qua thương khung. Bỏ mặc nói thế nào, phải thừa dịp cái này Bạch Triển Nguyên thời điểm suy yếu nhất, chém chết. Bạch Triển Nguyên mới vừa đứng vững thân thể, khi thấy lưu quang cướp tới, thần sắc kinh hoàng đến mức tận cùng. Đáng chết! Hắn có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể máu tươi ở lăn lộn, ngũ tạng lục phủ cũng đang kịch liệt chấn động. Ngắn ngủi mấy chiêu giao phong, hắn lại cả người là tổn thương. Nếu như bị cái này lưu quang đâm thủng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không thể chết được. Bạch Triển Nguyên hai tròng mắt bắn ra một đạo tinh quang, khẽ cắn răng, sử dụng một giọt máu tươi. Máu tươi rất miễn cưỡng bị hắn vỗ vào trận cổ phiến trên. Muốn giết ta, nằm mơ. Khoảnh khắc gian, trận cổ phiến phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang chấn thiên, sơn hà yên tĩnh. Vô tận gió lớn, tựa như tất cả cự thú, đột nhiên bùng nổ. Trận cổ phiến trực tiếp tránh thoát Bạch Triển Nguyên tay, hướng trấn hồn kiếm đi. Bành! Trấn hồn kiếm tại chỗ bị chấn động bay. Trên thân kiếm linh khí lại là hoàn toàn biến mất. Thậm chí có chút sợ hãi trận kia cổ phiến. Bạch Triển Nguyên khạc ra một búng máu, lần nữa bước ra một giọt máu tươi. Ngay tức thì một cổ xương máu bao trùm chu vi trăm mét. Đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ. Không khí lại là kiềm chế đến trình độ cao nhất. Tiểu súc sinh, ta thừa nhận ngươi trận pháp thông thiên, vậy thì như thế nào? Ngươi có biết trận cổ phiến nhưng mà trận minh cao nhất chí bảo. Giết người tại vô hình, hôm nay ta lấy máu tươi làm thề, đem ngươi chu diệt. Thời khắc này Bạch Triển Nguyên vành mắt sắp nứt. Hắn đã sớm thói quen ở trận pháp lãnh vực ngạo thị quần hùng. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng là ở Diệp Thần trên mình cảm thấy nhỏ bé. Hắn không cam lòng à, hắn tức giận trong lòng đã sớm làm đầu óc mê muội. Hắn không cho phép Côn Lôn Hư có so hắn càng yêu nghiệt tồn tại. Quyết không cho phép. Hôm nay, dù là bỏ ra tu vi, cháy máu tươi giá phải trả, hắn cũng phải đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Trận cổ phiến, cổ trận là giết, mời sư phụ ra tay, chu diệt người này. Bạch Triển Nguyên một tiếng giống giận, lại là quỳ xuống. Cung kính đến trình độ cao nhất. Tựa như đang đợi cái gì đại năng hạ xuống. Trận cổ phiến ngay tức thì bụi mù cuồn cuộn dậy. Một giây kế tiếp, một đạo hư ảnh lại xuất hiện ở trận cổ phiến trên. Hư ảnh hai tay chắp sau lưng, hơi thở mờ ảo, tựa như tiên nhân. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, trận cổ phiến trong lại còn có khí linh. Mấu chốt khí linh hơi thở cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, trận kia cổ phiến ở giữa khí linh mở mắt ra, lạnh như băng sắc bén bắn về phía Diệp Thần. Chính là tiểu bối, lại vẫn mưu toan động bổn tôn tự mình chọn người. Tự tìm cái chết. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác cả người cứng ngắc. Đối phương khí tức trên người, và luân hồi mộ địa lên đại năng giống nhau như đúc. Hắn căn bản không nghĩ tới vật này bên trong lại phong ấn một tôn đại năng. Trận kia cổ phiến ở giữa khí linh bỗng nhiên ra tay, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo quyền ảnh trực tiếp ngưng tụ mà thành. Đồng thời, Diệp Thần toàn thân bị một đạo vô hình trận pháp thuật pháp. Trận này là hơn cổ trận pháp, cường thế đến mức tận cùng. Hắn thậm chí liền câu thông luân hồi mộ địa có thể cũng không có. Đáng chết! Ung ung! Quyền gió nổ tung, vậy khí linh đã tựa như một đầu đỏ thắm cự thú, từ trên trời hạ xuống, điên cuồng hướng Diệp Thần ngực đánh tới. Thật là mạnh! Đây là Diệp Thần trong lòng duy nhất phản ứng. Hắn muốn sử dụng linh phù, sử dụng huyết long, nhưng phát hiện liên lạc hoàn toàn bị bấm đứt. Một cổ cảm giác nguy cơ cuốn tới,
Diệp Thần sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Bị khí thế cường đại gắt gao phong tỏa, Diệp Thần cả người như lún vũng bùn, khó mà tự kiềm chế. Hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể rất miễn cưỡng chịu đựng một quyền này. Đụng! Một quyền đập vào Diệp Thần ngực, đợt khí tản ra, nổ kinh thiên động chi tiếng vang lên. Diệp Thần trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, con người phóng đại, thân thể hung hãn hướng phía sau đập tới. Đối mặt loại này thượng cổ cường giả, hắn như thế nào ngăn trở? Cây bản không phải là một cấp bậc à? Hắn thân thể đập gãy hai cây cây hòe mới ngừng lại. Miễn cưỡng đứng lại thân hình. Ngũ tạng lục phủ cũng rất khó bị. Đối phương nhất kích, sợ rằng coi là hơn ngàn quân lực. Ở tuyệt đối lực lượng hòa khí tức trước mặt, hắn không đủ phong độ à. Giờ khắc này Diệp Thần, quả đấm nắm chặt, vậy bất khuất trong mắt tựa như một đầu sói cô độc bị thương. Một kích này, suýt nữa để cho hắn bỏ mình. Đây cũng là thượng cổ cường giả. Bạch Triển Nguyên thấy một màn này, cười. Thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa rất cuồng sao, ngươi làm sao không điên? Ngươi thật lấy là ban đầu ta khăng khăng làm theo ý mình rời đi Trận Minh là vì đạo bảo sao? Cũng như này sư phụ ở đây, Trận Minh kia lão xúc sinh lại coi là cái gì? Sư phụ, ta muốn thằng nhóc này chặt đứt hai tay, cả đời không cách nào ngưng trận. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Trận kia cổ trên quạt hư ảnh gật đầu một cái, nhìn Diệp Thần ánh mắt vô cùng khinh thường. Vi sư tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Nghe được câu này, một bên xem cuộc chiến Kỷ Lâm đột nhiên liền nghĩ tới điều gì. Ban đầu Bạch Triển Nguyên buông tha hết thảy, làm ra thảm tuyệt nhân hoàn sự việc, lại là đánh cắp Trận Minh trận cổ phiến, toàn bộ Côn Lôn hư tất cả mọi người đều không để ý tới rõ ràng. Bởi vì Bạch Triển Nguyên nếu như nguyện ý chờ, lấy hắn thiên phú, tất nhiên là nhiệm kỳ kế Trận Minh minh chủ, trận này cổ phiến cũng đem thuộc về Bạch Triển Nguyên tất cả. Bây giờ, Kỷ Lâm nghe được vậy khí linh nói tiếng nói, ngay tức thì bừng tỉnh. Hết thảy người đầu tiêu, chính là cái này khí linh. Còn như từ mục đích gì, Bạch Triển Nguyên sẽ như vậy nghe theo, đã không trọng yếu. Diệp Thần gặp nguy hiểm. Trận kia cổ phiến khí linh ý định giết người phóng thích, một trường ầm ầm đánh ra. Một kích này, vượt qua nhập thánh cảnh, thậm chí đạt tới thánh vương cảnh cường giả trí cường nhất kích. Kỷ Lâm từ mới vừa rồi Diệp Thần ra tay, cũng được hiểu được Diệp Thần thực lực đại khái tại thần du cảnh. Nếu như mượn trận pháp, có thể đạt tới nhập thánh cảnh. Nhưng là vậy khí linh ra tay quá nhanh, Diệp Thần căn bản không có cơ hội ngưng tụ trận pháp à. Kỷ Lâm để tay xuống ở giữa quả vặt, trực tiếp hướng khí linh đi. Nếu Diệp Thần không cách nào ngăn trở, vậy chỉ có nàng ra tay. Bất kể như thế nào, Diệp Thần đối với tỷ tỷ rất trọng yếu, nàng không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần, bổn bà cô sẽ không để cho ngươi bị thương. Diệp Thần trên mặt tái nhợt, hắn rất rõ ràng, Kỷ Lâm lực lượng cây bản không chống đỡ nổi cái này khí linh đại năng à. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là lúc đã chậm. Kỷ Lâm đã tới vậy khí linh trước người, lại là một kiếm chém tới. Vậy khí linh đại năng cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, cánh tay vung lên, Kỷ Lâm kiếm trong tay trực tiếp hóa là mảnh vỡ. Đồng thời, Kỷ Lâm thân thể tựa như động lại, ngay tức thì bay rớt ra ngoài. Hung hãn đụng vào một viên trên cây lớn. Tại chỗ bất tỉnh, thấy một màn này, Diệp Thần hoàn toàn nổi giận. Trảm Long vấn thiên kiếm, đi ra. Gầm thét sau đó, một chuôi mang cao nhất kiếm quang trường kiếm phá vỡ hết thảy, qua lại tới. Diệp Thần năm ngón tay cầm trường kiếm, hóa là tàn ảnh, hướng khí linh tới. Quản ngươi là thứ gì, cho ta chết. Vô tận tức giận, hóa là một kiếm. Giờ khắc này, Diệp Thần quanh thân sấm sét cuồn cuộn. Một đạo huyết long trực tiếp lao ra thân thể. Tức giận lại để cho trên người hắn thuật pháp trận pháp trực tiếp phá vỡ. Bổn mạng linh phù đồng thời sử dụng. Long ngâm vang khắp thiên địa, chung quanh xương máu hoàn toàn tiêu tán. Thấy huyết long hư ảnh xông lên cửu tiêu, thêm đáp xuống, bàn lượn quanh ở Diệp Thần thân thể chừng. Vậy khí linh hiển nhiên kinh ngạc mấy phần. Ừ, thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch. Mà Bạch Triển Nguyên sau lưng thủ hạ thấy một màn này, nhưng là tựa như gặp quỷ. Sấm điểm, điều khiển thần long, còn có thanh kiếm kia. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì,
kinh hô thành tiếng, lão đại, tên này là Diệp Thí Thiên. Nghe được Diệp Thí Thiên cái này ba chữ, Bạch Triển Nguyên con người bỗng nhiên co rúm một cái, rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn thời gian đầu tiên bác bỏ tin đồn Diệp Thí Thiên thực lực ở Thánh Vương cảnh, thậm chí có thể là phản hư cảnh, mà thằng nhóc này nhưng là thần du cảnh, chênh lệch cũng quá lớn liền đi. Nhưng là cảnh tượng trước mắt không thể không để cho hắn hoài nghi đối phương chính là Diệp Thí Thiên. Bởi vì Côn Lôn hư không có người nào có thể đồng thời nắm trong tay cái này ba kiểu đồ. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, sư phụ, nhanh lên đem thằng nhóc này chém. Thằng nhóc này cực kỳ cổ quái, Côn Lôn hư cũng lưu truyền hắn ác mộng. Vậy khí linh cũng là nhận ra được Diệp Thần trên người không đúng, gật đầu một cái, năm ngón tay ở hư không một chảo. Một đạo trận pháp kiếm nắm chặt lòng bàn tay. Một giây kế tiếp, trận pháp kiếm liền bắn đi ra ngoài. Thời khắc này Diệp Thần há sẽ ngồi chờ chết. Huyết long và thần lực rồng bao trùm toàn thân, mạnh nhất Trảm Long Vấn Thiên kiếm trực tiếp bổ ra. Cái này bổ một cái, dường như muốn khai thiên tích địa. Mang cao nhất khí thế đụng đi. Vậy đạo trận pháp kiếm tại chỗ vỡ vụn. Vô tận kiếm khí lại là tại chỗ xé mấy vị kia vẫn còn ở đứng xem Bạch Triển Nguyên thủ hạ. Xương máu từng cơn. Dù là Bạch Triển Nguyên cũng là bị kiếm khí chấn khạc ra một ngụm máu tươi. Bành. Mặc dù cản trở một kiếm này, nhưng là Diệp Thần vẫn là lui về phía sau dòng dã 10 bước. Chờ hắn kịp phản ứng, vậy khí linh nhưng là đã xuất hiện ở Diệp Thần thân thể. Thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi ra ta dự liệu, nếu như ngươi không chết. Không ra 10 năm, tất nhiên uy hiếp được học trò ta địa vị, cho nên. Ngươi tuyệt đối không thể sống. Một giây kế tiếp, vậy khí linh mang theo kinh khủng thiên địa trên cùng với thiên tôn oai, bàn tay muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Một khi đụng chạm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là hắn thành tựu thượng cổ sống sót cường giả thần niệm tự tin. Bây giờ Côn Lôn hư phần lớn cường giả cũng không ngăn cản được. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại không nghĩ rằng Diệp Thần lại có thể ngẩng đầu lên, đưa ra một cái tay. Một ngón tay giữ hướng về phía hắn so với. Khóe miệng nụ cười lộ ra thần bí. Đột nhiên, Diệp Thần lên tiếng. Thượng cổ đại năng, liền lấy là ngươi là thượng cổ đại năng sao? Ngươi có biết, ta đứng phía sau trăm vị thượng cổ đại năng. Ngươi nhằm nhò gì? Dứt lời, ở giữa thiên địa mây đen đầy vải. Vô số đạo sấm sét ở trong tầng mây ẩn núp. Một khi rơi xuống, tất nhiên ngày tận thế. Đồng thời, một cổ hoang cổ ý lấy Diệp Thần làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trận kia cổ phiến trong khí linh trận pháp tại chỗ phá vỡ. Khí linh diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng lại sinh ra vẻ sợ hãi. 100 vị đại năng. Hắn con người có giúp một cái, thời gian đầu tiên hủy bỏ. Làm sao có thể? Một tôn đại năng đối với Côn Lôn hư người tu luyện mà nói chính là cao nhất cơ duyên, đủ để sừng sững giữa trời đất. Vậy trăm tôn đại năng còn có? Thế gian tuyệt đối không thể nào cũng như này nghịch thiên tồn tại. Hắn không do dự nữa, gia tăng lực lượng, muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mắt. Đối phương mặc trường bào. Tóc trắng trôi giạt, con người híp lại, thần sắc nhưng là để cho người cảm giác chợt lạnh. Mấu chốt đối phương khí tức trên người vượt qua xa hắn. Cái này, còn không chờ khí linh kịp phản ứng, vậy đột nhiên xuất hiện ông già chính là tùy tiện một chảo, bắt được tay đối phương cổ tay. Một giây kế tiếp, hắn cảm giác trên người mình lực lượng toàn bộ biến mất. Thậm chí một cổ cao nhất uy áp cắn nuốt. Chỉ bằng ngươi, cũng dám động ta bất diệt chi chủ người. Một giây kế tiếp, cao nhất thần uy ầm ầm nện xuống. Vậy khí linh ngay tức thì bị thương nặng, thần sắc ảm đạm, lại là bay rớt ra ngoài. Thê thảm không nỡ nhìn. Hắn vậy kiêu ngạo 10 phần gương mặt chỉ còn lại sợ hãi. Bởi vì hắn nghe được bất diệt chi chủ cái này 4 chữ. Ở thời đại thượng cổ, Côn Lôn hư chỉ có một vị bất diệt chi chủ. Khi đó, hắn cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên cái này tôn đại năng à. Nhưng là giờ phút này nhưng là xuất hiện. Làm sao có thể? Cảm nhận được quanh thân hơi thở bị uy áp trói buộc, hắn không có sức và sợ hãi.
Một giây kế tiếp, trực tiếp quỳ xuống bất diệt chi chủ trước người, đại nhân, tiểu nhân không biết đại nhân hạ xuống nơi này, lại càng không biết vậy thiếu niên người là của ngài, còn xin bớt giận. Hắn sợ, thật sợ. Hắn và bất diệt chi chủ cây bản không phải là một cấp bậc à. Một bên bị thương Bạch Triển Nguyên trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Hắn một mực cảm thấy được Côn Lôn hư nhất vô địch sư phụ, lại quỳ xuống. Hắn chưa bao giờ gặp qua sư phụ như vậy chật vật à, hai người thậm chí không có giao thủ à. Sư phụ, ngài đây là... Bạch Triển Nguyên lời mới vừa nói ra miệng, khí linh một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thấu Bạch Triển Nguyên thân thể. Bạch Triển Nguyên tim ngay tức thì hóa là một cái lỗ thủng to. Chết ý bọc hắn toàn thân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, mình sẽ bị sư phụ giết chết. Như vậy vô tình giết chết. Vậy khí linh không ngừng dập đầu, hết sức lo sợ nói, đại nhân, hết thảy đều là thằng nhóc kia xúi giục, ta hôm nay chém giết thằng nhóc này, xin đại nhân nhẹ phạt. Ở sống chết bây giờ, căn bản không có cái gọi là tình nghĩa. Không từ thủ đoạn nào chính là Côn Lôn hư quy luật sinh tồn. Bạch Triển Nguyên thân thể cuối cùng vẫn là ngã trên đất. Một vũng máu tươi, điện thoại di động bưng. Nhất đại thiên tài lúc này chết. Khí linh gặp bất diệt chi chủ và Diệp Thần cũng không có tỏ thái độ, đầu một chuyển, vội vàng nhìn về phía Diệp Thần vị đại nhân này, ta nguyện ý nhận chủ, thành tựu vũ khí của ngươi. Có ta ở đây, chí ít có thể là ngài xóa đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hắn đã tự do làm giá. Đây là duy nhất sinh tồn có thể. Bất diệt chi chủ nhưng là cười lạnh chỉ bằng ngươi còn muốn phụ tá luân hồi mộ chủ. Thật xin lỗi, ngươi quá rác rưới, không có cái này tư cách. Dứt lời, bất diệt chi chủ năm ngón tay dương ra, vỗ vào khí linh trên mình. Tại chỗ tiêu tán ở giữa thiên địa. Vậy khí linh tiếng kêu hoảng sợ vang lên, nhưng là lúc đã chậm. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trận kia cổ phiến rơi ở trên mặt đất. Bất diệt chi chủ nhìn lướt qua, trực tiếp đem trận cổ phiến hút tới, ném cho Diệp Thần. Vật này mặc dù không có khí linh, nhưng là cực kỳ chân quý tâm trận, lấy này làm trận, chỗ tốt vô cùng, người thu đi. Diệp Thần gật đầu một cái, đem trận cổ phiến thu vào, đồng thời nhìn về phía bất diệt chi chủ, phun ra mấy chữ cảm ơn sư phụ ra tay. Bất diệt chi chủ nghe được sư phụ cái này hai chữ, ngoài ý muốn mấy phần, trong mắt nhưng là mang vẻ vui vẻ yên tâm. Ta vốn không muốn thừa nhận ngươi, nhưng là khoảng thời gian này khảo nghiệm, ngươi quả thật có tư cách thành là ta bất diệt chi chủ học trò. Mấy ngày nay, ta nóng nảy quả thật không tốt, xin đồ nhi không cần để ý. Đáng tiếc, ta thời gian xong hết rồi, sau ngày hôm nay, lại cũng không cách nào là ngươi ra tay, ta còn sót một tia lực lượng, không biết có thể dạy ngươi bao nhiêu thứ. Thôi, đây cũng là ngươi cơ duyên, ta tiến vào trước luân hồi mộ địa. Ngoại giới tồn tại, quá mức hao phí ta lực lượng, chờ ngươi hết thảy xử lý xong hết, lại tới tìm ta đi. Bất diệt chi chủ ánh mắt tịch mịch liền mấy phần, lại là tiến vào luân hồi mộ địa. Diệp Thần có thể cảm nhận được đối phương thần niệm yếu ớt quá nhiều, cơ hồ trong suốt. Nhưng là rất nhiều thứ, không phải hắn có thể trở ngại. Đây cũng là luân hồi mộ địa ý nghĩa tồn tại. Mỗi một lần trưởng thành, chính là mang những thứ này đại năng kỳ vọng. Không đường quay đầu lại. Hắn chỉ có thể từng bước một đi xuống. Cái này trăm người nói mình là bọn họ người xoay mình. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tháo ra cái bí mật kia, cứu chuộc cái này trăm người. Chỉ có như vậy, hắn có lẽ có tư cách gặp lại cái này trăm người thân phận thật sự. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, nhìn chung quanh hoang vu hết thảy, vội vàng hướng Kỷ Lâm đi. Đem Kỷ Lâm bế lên, trong tay lấy ra một viên đan dược. Sau đó ngân châm tại chân khí dưới sự dẫn đường chậm rãi rơi xuống. Chân khí theo ngân châm chui vào Kỷ Lâm thân thể. Nàng vậy sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận. Diệp Thần thật dài thở ra một hơi, cũng may Kỷ Lâm mặc trên người trước Kỷ gia vô thượng chí bảo, ngăn cản phần lớn tổn thương, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không lâu lắm, Kỷ Lâm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, mắt to linh động tình trực tiếp mở ra. Khi thấy Diệp Thần, nàng vội vàng tránh thoát Diệp Thần đạo chúng ta lại còn sống. Nàng vậy kinh ngạc con ngươi nhìn về phía chung quanh, phát hiện Bạch Triển Nguyên chết. Những thủ hạ kia tất cả đều chết hết. Chung quanh đều là máu tươi và thi thể. Không chỉ như vậy,
khí linh cũng đã biến mất. Làm sao có thể? Kỷ Lâm kinh hô thành tiếng, toàn bộ chu vi 100 mét, cũng chỉ có nàng và Diệp Thần hai người. Nàng hôn mê, tự nhiên không thể nào ra tay. Chẳng lẽ Diệp Thần chém giết vậy khí linh và tất cả mọi người? Làm sao có thể? Thằng nhóc này mặc dù không giải thích được hiểu trận pháp, nhưng là tu vi vẫn là rất yếu. Hoàn toàn không thực lực này. Nàng vừa nhìn về phía trên đất nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, cùng với trên bầu trời không có phiêu tán mây đen. Nàng chóp mũi một ngửi, phát hiện chung quanh lại có ngoài ra một vị đại năng hơi thở. Hơi thở này không phải Diệp Thần. Chẳng lẽ ở nàng lúc hôn mê, có cao thủ đã tới? Nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Thần, chất vấn Diệp Thần, mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì, có phải hay không có đại năng xuất hiện? Có người trong bóng tối giúp chúng ta. Diệp Thần tự nhiên không thể nào đem bất diệt chi chủ sự việc nói ra. Luân hồi mộ địa bí mật chỉ thuộc về hắn. Đừng nói Kỳ Lâm, coi như là phụ mẫu cũng không thể tiết lộ, đây là luân hồi mộ địa mở lúc, vị thứ nhất đại năng La Vân Thiên giao phó. Tạm thời bây giờ, Diệp Thần không biết nên giải thích như thế nào. Đột nhiên, Kỳ Lâm phát hiện trên đất xuất hiện một đóa hoa mai. Cái này hoa mai có thể là bởi vì mới vừa rồi giận lãng từ bên ngoài xoắn tới, vốn là không có ý nghĩa gì, nhưng là Kỳ Lâm nhưng là đem hoa mai nhặt lên, kinh hô thành tiếng chẳng lẽ là Côn Lôn hư vậy để cho vô số tông môn nghe tiếng sợ vỡ mật Diệp Thí Thiên. Đúng, cũng như thực lực này, lại ở chỗ này lưu lại hoa mai, tuyệt đối là Diệp Thí Thiên. Kỳ Lâm thanh âm vô cùng khẳng định. Diệp Thần ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy liên tưởng. Hắn cười một tiếng thực không dám giấu giếm, ta chính là Diệp Thí Thiên. Kỷ Lâm liếc một cái Diệp Thần, giễu cợt nói đừng lấy là ngươi họ Diệp là có thể giả mạo Diệp Thí Thiên, còn muốn đem công lao toàn bộ nắm vào trên người mình, ha ha. Ngươi nếu là có Diệp Thí Thiên trong 1% nghiêu bức, ta liền đốt nhang lớn. Diệp Thần. Hắn biết đối phương vậy sẽ không tin tưởng, chỉ có thể đối với Kỷ Lâm đạo được rồi, và ngươi nói thật đi. Mới vừa rồi ta thấy một cái mang mặt nạ người đàn ông đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết hắn tại sao phải giúp ta, còn nữa, trên người hắn thật giống như có một con rồng, trên bầu trời còn rơi xuống sấm sét, quá mức khủng bố, vậy Bạch Triển Nguyên và khí linh toàn bộ bị hắn chém giết. Còn không chờ ta kịp phản ứng, người nọ liền biến mất. Thật giống như nói một câu, hắn không ưa nhất ỷ mạnh hiếp yếu hạng người. Diệp Thần cũng chỉ có thể thuận thế như thế giải thích. Mặc dù chỗ sơ hở đầy rẫy, nhưng là Kỳ Lâm nhưng là sờ cằm gật đầu một cái ta cũng biết là như vậy, xem vậy Diệp Thí Thiên khoảng thời gian này cử động, phải có chút lòng hiệp nghĩa, còn nữa, đối phương tính cách rất cuồng, thật giống như không ưa Côn Lôn hư cường giả, hắn ra tay vậy coi là bình thường. Ta vốn là lấy là Diệp Thí Thiên chẳng qua là Thánh Vương Cảnh, bây giờ nhìn lại, Thánh Vương Cảnh là ta quá xem nhẹ hắn, phỏng đoán tên này ở phản hư cảnh, thậm chí còn có thể cao hơn. Nghe nói cái này Diệp Thí Thiên căn cốt mới tới tuổi 20, tỷ thí thế nào tỷ tỷ còn nghịch thiên? Chẳng lẽ là cái gì núi Côn Lôn gia tộc lánh đời hậu nhân? Kỷ Lâm lẩm bẩm nói, trong mắt lại là sáng lên, hiển nhiên đối với cái này Diệp Thí Thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mấy giây sau đó, nàng nhìn về phía Diệp Thần, cười đễu nói Diệp Thần, ta phải nói cho ngươi một cái tin xấu, gần đây tỷ tỷ đối với vậy Diệp Thí Thiên nhưng mà cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể có tình địch. Mặc dù vậy 5 năm, tỷ tỷ một mực giúp ngươi, ta vậy không hiểu được tỷ tỷ hành vi, nàng có thể là thấy ngươi đáng thương, ngoại giới lời đồn đãi tỷ ta thích ngươi, ngươi có thể không nên tưởng thiệt. Coi như tỷ ta thật có như vậy một chút xíu đối với ngươi cảm thấy hứng thú, cái này Diệp Thí Thiên xuất hiện, sẽ gặp đánh vỡ hết thảy. Trên đời, kia cô gái đẹp không thương anh hùng tỷ tỷ ta cũng khó tránh khỏi sẽ tục bộ, cho nên ngươi sẽ chết liền theo đuổi tỷ tỷ ta lòng đi. Diệp Thần thiếu chút nữa khạc ra một hớp lão máu. Trong thiên hạ, vô số người sợ hãi cũng hoặc là kính ngưỡng Diệp Thí Thiên. Cũng không biết, cái này Diệp Thí Thiên chính là cái đó chịu đựng vô số tông môn nhạo báng phàm căn thiếu niên Diệp Thần. Diệp Thần vậy không cần phải giải thích. Bởi vì cho dù giải thích, cũng sẽ không có người đi tin. Chờ hết thảy nước chảy thành sông, điều bí mật này tất nhiên sẽ bị mọi người biết. Ngày hôm đó, có lẽ toàn bộ Côn Lôn hư người cũng biết kinh điệu cầm đi. Kỷ Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, nguy rồi, quên chuyện tránh.
phải nhanh lên đi Thanh Huyền Đỉnh. Diệp Thần nhíu mày một cái, kinh ngạc nói, ngươi cũng đi Thanh Huyền Đỉnh. Nói nhảm, ta đều ở nơi này, không đi Thanh Huyền Đỉnh làm gì. Không đúng à, ngươi ý này, ngươi vậy đi nơi đó. Kỷ Lâm nháy mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta nghe tỷ tỷ nói, y thần môn thật giống như coi như là Lâm Thanh Huyền nhất mạch, ngươi đi Thanh Huyền Đỉnh chẳng lẽ là vì tìm kiếm y đạo chí cao đường. Ngươi cũng chỉ ở y thần môn nán lại mấy năm, nhưng là cả ngày lẫn đêm suy nghĩ võ đạo, phỏng đoán y thuật vậy chưa ra hình dáng gì. Diệp Thần vậy lười được giải thích, gật đầu một cái, coi là vậy đi. Mau mau mau, nếu thuận đường, vậy tốt nhất, bổn cô nương bảo vệ ngươi, có ta ở đây, thần quỷ nhường đường. Đúng rồi, vậy Diệp Thí Thiên ra tay nói không chừng chính là bởi vì ta, đoán chừng là vừa ý tỷ tỷ ta xinh đẹp, để lấy lòng ta. Diệp Thần, ngươi xem, thật ra thì ngươi được cứu hoàn toàn là dính ta ánh sáng. Không cần cảm ơn ta. Diệp Thần. Hai người trực tiếp lên ngựa, hướng Thanh Huyền Đỉnh đi. Thanh Huyền Đỉnh cao vút trong mây, cực kỳ dốc, đỉnh núi bộ phận lại là ở mây mù bên trong, tựa như tiên cảnh. Làm đến giữa sườn núi, thú cưỡi trên căn bản không đi, hai người chỉ có thể đi bộ đi lên. Một tiếng sau đó, hai người rốt cuộc đi tới Thanh Huyền Đỉnh đỉnh núi. Toàn bộ Thanh Huyền Đỉnh tựa như một cái to lớn đồng hồ cát chảy, mặc dù ở giữa dốc, nhưng là đứng trên đỉnh núi nhưng là bát ngát vô cùng. Hai người không có tiếp tục tiến về trước, bởi vì trước mặt có một tòa hộ sơn đại tông, để cho hai người không thể không dừng lại. Hộ sơn đại trận trên lưu động từng cơn phù văn. Phù văn lạnh như băng, lại phảng phất có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần và Kỷ Lâm. Kỷ Lâm nhìn về phía Diệp Thần, ngươi không phải biết trận pháp sao, thử một chút xem có thể hay không phá hỏng trận pháp này, nếu không chúng ta vậy không vào được. Diệp Thần gật đầu một cái, nhắm mắt lại, muốn cảm thụ tâm trận chỗ ở phương hướng. Phá hỏng trận pháp, chỉ có hai loại phương thức. Thứ nhất, thực lực vượt qua xa trận pháp, cưỡng ép phá vỡ. Thứ hai, tìm ra tâm trận, phá hỏng tâm trận. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thần diễn cảm chính là đọng lại. Hắn linh thức dò nhập trong đó, lại biến mất. Không cách nào phát hiện tâm trận. Cái này lại là một đạo vô cùng trận pháp cường đại. Thậm chí có thể từ thời đại thượng cổ liền tồn tại. Nếu không Thanh Huyền Đỉnh cũng không biết nhiều năm như vậy, còn sống sót thật tốt. Chẳng lẽ Lâm Thanh Huyền xuất hiện ở chuyện trước, liền bày một đạo trận pháp, để bảo đảm hậu nhân. Diệp Thần ý niệm tiến vào luân hồi mộ địa, muốn phải tìm Lâm Thanh Huyền, nhưng là phát hiện đối phương hoàn toàn yên lặng. Không biết là bế quan vẫn là biến mất. Một bên Kỷ Lâm nhìn ra Diệp Thần phản ứng, lắc đầu một cái, vốn đang lấy là ngươi trận pháp thật lợi hại, bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy à. Được rồi, bổn cô nương thử một lần. Diệp Thần nhìn về phía Kỷ Lâm, hiếu kỳ nói, ngươi hiểu trận pháp. Kỷ Lâm cười một tiếng, một giây kế tiếp, trực tiếp sử dụng một chuôi kiếm xanh, trên người khí thế bỗng nhiên nhảy lên tới cực điểm. Một kiếm đánh xuống. Muốn biết trận pháp gì à, trực tiếp bổ ra không phải tốt. Kỷ Lâm chí cường nhất kích trực tiếp nện ở trận pháp sóng gợn trên. Sóng gợn dạo dực, đồng thời, một đạo đỏ thẫm ánh sáng đột nhiên hiển lộ. Một giây kế tiếp, một cổ sát cơ lạnh như băng trực tiếp từ trong trận pháp bắn đi ra, hướng Kỷ Lâm đi. Kỷ Lâm căn bản không nghĩ tới trận pháp này lại còn sẽ ngưng tụ ý định giết người. Còn không chờ nàng phản ứng trở về, một đạo gió lớn cuốn lên, Diệp Thần trực tiếp ôm lấy Kỷ Lâm, lại là hướng một bên đi. Mà vừa vặn chính là tại chỗ, xuất hiện một đạo vết kiếm sâu. Kỷ Lâm thở ra một hơi, nhìn một cái Diệp Thần. Vẫn là nói, cảm ơn, ngày hôm nay ta cứu ngươi, bây giờ ngươi cứu ta, chúng ta huề nhau. Diệp Thần. Ngay tại lúc này, mười mấy đạo thân ảnh từ bên trong tuôn ra ngoài, hiển nhiên mới vừa rồi Kỷ Lâm động trận pháp, xúc động bên trong báo động. Ai dám đụng chúng ta Thanh Huyền Đỉnh trận pháp, tự tìm cái chết. Nói chuyện chính là một người mặc áo vải, hai tay chắp sau lưng người đàn ông. Người đàn ông không có bất kỳ vũ khí. Nhưng là ánh mắt kia nhưng là mang một tia lạnh như băng. Hắn tầm mắt hướng Diệp Thần đi, Diệp Thần tự nhiên trở thành hắn đối tượng hoài nghi. Là ngươi ra tay. Kỷ Lâm gặp có người đi ra, vội vàng một bước bước ra, nghiêm túc nói, ngươi tốt,
ta là Kỷ gia Kỷ Lâm, bị Kỷ gia nơi nhờ, xin Lâm Thanh Huyền hậu nhân đi một chuyến Kỷ gia. Kính nhờ. Vậy áo vải người đàn ông vừa nhìn về phía Kỷ Lâm, khi phát hiện là một cái cô bé, cười lạnh một tiếng, không chị, cút. Thật đơn giản ba chữ, chính là biểu đạt thái độ. Rất hiển nhiên, bọn họ có cái này sức. Kỷ Lâm diễn cảm biến đổi, tự nhiên không muốn buông tha, tiếp tục nói, các người muốn cái gì, chúng ta Kỷ gia cũng có thể lấy ra tới. Mở điều kiện đi. Áo vải nam người thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, gần từng chữ ta lời nói rất rõ ràng, cút. Người Kỷ gia ở Côn Lôn hư mặc dù có chút quyền thế, nhưng là ở ta Thanh Huyền đỉnh cái gì cũng không coi là, nếu như lại không cút, đừng trách ta vô tình. Kỷ Lâm thiếu chút nữa khí nổ. Nàng kia nhận loại này khí à? Nàng Kỷ gia ở Côn Lôn hư cũng không phải là cái gì gia tộc nhỏ à? Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Đám người này thái độ như thế, tất nhiên là bởi vì là một cái nguyên nhân, đó chính là điều kiện còn chưa đủ. Không do dự nữa, Kỷ Lâm trong tay xuất hiện một viên kim đan. Kim đan vừa ra, vô số linh khí tràn vào trong đó, mùi thuốc nồng nặc lan ra. Áo vải người đàn ông cùng với sau lưng tất cả mọi người đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ ở Thanh Huyền đỉnh lớn lên, tiếp nhận cao nhất y đạo, đối với đan dược và y đạo vô cùng biết rõ. Mà trước mắt đan dược hơi thở cực kỳ đậm đà, tuyệt không bình thường. Áo vải người đàn ông có chút lộ vẻ xúc động, ra lệnh, đem viên thuốc này cho ta tự nhiên sẽ cân nhắc. Kỷ Lâm tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện cho hắn, gần từng chữ ta muốn chính xác câu trả lời, hơn nữa đan dược này chỉ có thể cho Lâm Thanh Huyền chân chính hậu nhân. Vậy áo vải người đàn ông tựa như cảm giác quyền uy của mình bị nghi ngờ, hừ lạnh một tiếng, ta chính là Lâm Thanh Huyền hậu nhân, ngươi nếu như cần ta ra tay, liền đem viên thuốc này cho ta. Ngươi không có bất kỳ tư cách nói điều kiện. Nếu như ngươi không muốn, vậy đối với ta cũng không tạo được cái gì tổn thất. Giờ khắc này, Kỷ Lâm dao động. Phụ thân nguy ở một sớm một chiều, chỉ có Thanh Huyền đỉnh người có thể cứu. Nàng phải để cho Lâm Thanh Huyền hậu nhân xuống núi. Nàng khẽ cắn răng, không do dự nữa, đem đan dược trong tay đưa tới. Áo vải người đàn ông trong mắt nóng bỏng, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Thanh Huyền đỉnh tất cả mọi người đều là Lâm Thanh Huyền hậu nhân, huống chi, hắn đáp ứng ra tay, cũng không đáp ứng nhất định cứu sống. Bỗng dưng vô cớ được vừa lên cổ đan dược, cái này mua bán quá kiếm. Hắn tháo ra Thanh Huyền đỉnh trận pháp, hai người này thực lực hắn đã sớm nhìn thấu, căn bản không cần sợ. Ngay tại hắn muốn lấy xuống Kỷ Lâm trong tay kim đan lúc đó, một bên Diệp Thần nhưng là bắt được Kỷ Lâm cổ tay, trực tiếp kéo trở lại. Ta xem vẫn là coi là, thanh âm đạm mạc vang lên. Kỷ Lâm ngẩn ra, tò mò nhìn về phía Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thần mở miệng nói, Kỷ gia có người xảy ra vấn đề. Ngươi người thân, đây là ngươi tới Thanh Huyền đỉnh nguyên nhân thực sự. Hắn nhưng mà liếc mắt liền nhìn ra áo vải người đàn ông thực lực. Võ đạo thực lực coi như không tệ, nhưng là bàn về y đạo, vậy thì không nhất định. Huống chi? Người này ánh mắt lơ lửng không chừng, cầm đan dược thật sẽ trị. Bàn về y thuật, hắn có thể không nhất định là Lâm Thanh Huyền hậu nhân đối thủ. Nhưng là luân hồi mộ địa nhưng có Lâm Thanh Huyền à. Còn cầu cái gì hậu nhân à, trực tiếp cầu hắn Diệp Thần là được rồi. Kỷ Lâm cũng không có cần thiết giấu giếm, ta phụ thân bây giờ hôn mê, tỉ tỉ để cho ta đến tìm Lâm Thanh Huyền hậu nhân ra tay, đây là hy vọng duy nhất. Diệp Thần gật đầu một cái. Vô cùng nghiêm túc nói, ngươi chẳng lẽ quên, ta đạo cũng là y đạo. Tại hắn tìm đám này không xác định người, còn không bằng để cho ta ra tay, kim đan ta cũng không muốn. Kỷ Lâm liếc một cái Diệp Thần, bệnh của phụ thân ta không phải vậy thủ đoạn có thể trị khỏi bệnh, ta biết ngươi xuất từ y thần môn, đi lại là y đạo một đường, nhưng là... Bệnh của phụ thân ta, rất khó giải quyết, sư phụ ngươi vậy không nhất định có biện pháp, huống chi ngươi. Tỷ tỷ nói chỉ có Lâm Thanh Huyền ra tay mới có hy vọng, nhưng mà Lâm Thanh Huyền đã sớm tiêu tán giữa trời đất, vậy Lâm Thanh Huyền hậu nhân chính là duy nhất cơ hội. Diệp Thần ngẩn ra, mới vừa muốn nói chuyện, một cây ngân châm trực tiếp bắn tới đây. Phá vỡ không khí, ánh sáng bạc lóe lên. Lại là phong tỏa tim hắn. Hiển nhiên là muốn hắn một kim toi mạng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải lộ ra,
hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái, một cây ngân châm chính là vững vàng xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó, hắn vẩy ánh mắt lạnh như băng bắn về phía xuất thủ áo vải người đàn ông, lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy, có phải hay không qua? Áo vải người đàn ông hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần lại có thể tiếp lấy hắn ngân châm. Thần du cảnh sức phản ứng lại có thể như thế mạnh. Thằng nhóc, cô bé này lời nói rất rõ ràng, ngươi nhưng là phải xấu xa ta chuyện tốt. Áo vải người đàn ông lạnh lùng nói. Diệp Thần không để ý đến, nhìn về phía Kỳ Lâm, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem đan dược thu. Bệnh của phụ thân ngươi, ta sẽ xuất thủ, hơn nữa ta bảo đảm, chỉ cần Lâm Thanh Huyền có thể trị, ta Diệp Thần như thường có thể. Giờ khắc này, Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh tự tin. Tựa như vạn trượng ánh sáng. Kỳ Lâm thất thần chốc lát, thậm chí theo bản năng định đem màu vàng đan dược thu. Vậy áo vải nam tử đã sớm đem kim đan làm mình đồ, cũng không đoái hoài được thể diện, trực tiếp năm ngón tay dương ra, hướng kim đan tới. Thấy một màn này, Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, hừ lạnh một tiếng, vậy mới vừa rồi hai ngón tay kẹp ngân châm trực tiếp bắn đi ra ngoài. Mau như tia chớp, áo vải người đàn ông nhận ra được nguy cơ, cười lạnh một tiếng, cánh tay chấn động một cái, một cổ vô hình đợt khí lăn lộn đi, vốn cho là có thể hủy diệt ngân châm, lại không nghĩ rằng ngân châm kia trực tiếp xuyên qua đợt khí. Lại là chính xác không có lầm xuyên thấu tay hắn cánh tay. Một giây kế tiếp, hắn liền cảm giác đúng cái cánh tay cũng tê dại. Ngươi lại dám đối với ta động thủ, ngươi có biết ta ở Thanh Huyền đỉnh thân phận. Áo vải người đàn ông muốn bước ra ngân châm, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Ngân châm phảng phất có một cổ lực lượng vô hình gắt gao che chở. Mấu chốt không chỉ tay hắn cánh tay cứng lên, loại này cứng ngắc cảm giác lại có thể đang không ngừng lan tràn. Hắn dám khẳng định, muốn không được bao lâu, toàn bộ thân thể cũng biết hóa đá, không cách nào nhúc nhích. Đây là cái gì thuật pháp? Làm sao giống như linh phù một đạo? Hắn vậy giữ tợn tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thằng nhóc, ngươi đối với ta làm cái gì, đây chính là ở Thanh Huyền đỉnh, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Diệp Thần hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói, nếu ngươi là Lâm Thanh Huyền hậu nhân, sẽ không liền một cây ngân châm cũng không ép được đi. Áo vải người đàn ông ngay tức thì sắc mặt đỏ lên, như vậy yêu thuật, phỏng đoán ngươi là tới Thanh Huyền đỉnh gây chuyện. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Tất cả mọi người, bắt lại thằng nhóc này. Kỳ Lâm tự nhiên cảm giác được những người này không tốt, rút ra một thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào tất cả mọi người, liền một cây ngân châm cũng không ép được, còn nói mình là Lâm Thanh Huyền hậu nhân, thiếu chút nữa bị ngươi lừa kim đan. Ai dám tiến lên một bước? Bổn bà cô trước hết chém đứt các người những người đàn ông này ba cái chân. Lời này vừa nói ra, những cái kia còn chưa người xuất thủ chính là cảm giác thể chợt lạnh. Cái này bé gái vậy quá ngông cuồng đi. Động thủ. Áo vải nam tử thúc giục. Một giây kế tiếp, Thanh Huyền đỉnh những người đó cấp tốc lao đi, ý định giết người bùng nổ. Diệp Thần và Kỳ Lâm cười lạnh một tiếng, lưu chuyển đi. Tàn ảnh từng cơn, kiếm quang ngất trời. Ngắn ngủi 10 giây, tất cả mọi người đều ngã xuống đất. Những người này vừa xem qua y đạo, lại xem qua võ đạo, đưa đến lôi thôi lếch thếch, tự nhiên không phải Diệp Thần và Kỳ Lâm đối thủ. Dĩ nhiên Kỳ Lâm vậy không hạ tử thủ, dẫu sao nàng là tới mời người xuất thủ, đắc tội Thanh Huyền đỉnh người đối với hắn không có lợi. Kỳ Lâm thậm chí liền xem những người này dự định cũng không có, trực tiếp hướng chỗ sâu đi. Diệp Thần, tới đã tới rồi. Chúng ta cùng nhau đi vào, bất kể như thế nào, ta nhất định phải gặp Lâm Thanh Huyền hậu nhân. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn tổng không có thể giải thích Lâm Thanh Huyền ngay tại luân hồi mộ địa đi. Bất quá hắn lần này tới Thanh Huyền đỉnh, còn có chuyện trọng yếu hơn. Một mặt vì Lâm Thanh Huyền giao phó, mặt khác chính là tìm y thần môn những người khác. Hai người đi bộ 100 mét, chính là nhìn thấy một khối to lớn màu đen bia đá. Trên đó viết già dặn có lực 7 chữ to. Y đạo thông thần Lâm Thanh Huyền. Một cổ hoang cổ ý đập vào mặt. Trang nghiêm thần thánh. Ở nơi này là, Diệp Thần lại có thể cảm nhận được luân hồi mộ địa chấn động. Rất hiển nhiên, này trên mộ bia chữ viết chính là Lâm Thanh Huyền tự mình nơi đề ra. Mà luân hồi mộ địa vậy đạo Lâm Thanh Huyền thần niệm thời gian đầu tiên phát hiện.
Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh chính là hiện lên Diệp Thần bên người. Chính là Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm tấm bia đá kia, trong ánh mắt tựa như hội nghị trước mãi mãi chuyện. Phức tạp, ưu sầu. Thậm chí còn có tức giận. Đồng thời, trên tấm bia đá, lại xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như chịu đựng ở Lâm Thanh Huyền tức giận trong lòng. Diệp Thần cây vốn nghĩ đến không tới Lâm Thanh Huyền sẽ lao ra, bất quá hắn nhìn một cái Kỷ Lâm, đối phương căn bản không có phát hiện, hẳn chỉ có mình mới có thể thấy được. Lâm Thanh Huyền hai tay chắp sau lưng, cuối cùng mở miệng, ta bản y đạo vi tôn, tuyệt thế độc lập, làm sao thiên bỏ y đạo, thiên diệt thần y, vạn vật chi đạo, chư thiên tan thành mây khói, cổ kim xuyên qua, tiêu tán thế gian, y đạo bất hủ, vạn cổ chư thiên cứ diệt. Đồ nhi, ta vốn cho là dù sao cũng năm qua, ta hậu nhân luôn có một vị có thể khám phá ta lưu lại cái này bia đá, thành tựu cao nhất y đạo. Bây giờ nhìn lại, ta sai. Bọn họ không xứng thừa kế ta y bát, không xứng. Đột nhiên, Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Diệp Thần, nghiêm túc nói, nhắm lại hai tròng mắt, bàn tay đụng chạm tấm bia đá này, nói cho ta, ngươi có thể thấy cái gì? Mau! Nếu như ngươi có thể ngộ đến đồ bên trong, liền ngươi đại biểu có tư cách bước lên cao nhất y đạo mạnh nhất không là cứu người, mà là tiến vào tại vô hình. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là đưa tay ra, đụng chạm màu đen bia đá. Một giây kế tiếp, dị tượng nổi lên. Trên bầu trời, mây đen đè thành, che khuất bầu trời. Một đạo ánh sáng màu vàng hướng bia đá bao phủ tới. Diệp Thần thấy ánh sáng màu vàng thấm vào bia đá bên trong, phía trên kia y đạo thông thần bốn chữ cũng là trôi lơ lửng. Cái này bốn chữ phảng phất là một cái bóng tối vòng xoáy, tầm mắt có thể đạt được, chính là vô tận uy áp. Đây là... Diệp Thần mới vừa muốn hỏi cái gì, bên người Lâm Thanh Huyền hư ảnh liền nói, tâm vô tạp niệm, ta đám này hậu nhân không có năng lực, ta đây là muốn xem luân hồi mộ chủ có hay không cái này tư cách. Ngươi tu luyện hoàn chỉnh cửu thiên huyền dương quyết, trên mình không có bất kỳ bài xích, hơn nữa bị luân hồi mộ địa chọn chúng, tất nhiên có duyên phận do, ta liền là muốn biết cái này nguyên do phải chăng và ta Lâm Thanh Huyền có liên quan. Nếu như ngươi không cách nào ngộ đến đồ vật bên trong, ta vẫn sẽ giúp ngươi một ít, nhưng là ta cao nhất y đạo truyền thừa sẽ không toàn bộ giao cho ngươi, bởi vì ngươi không có tư cách. Nghe Lâm Thanh Huyền nói tiếng nói, Diệp Thần gật đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, thậm chí đem linh thức thấm vào trong đó. Kỷ Lâm hiển nhiên là nhận ra được biến hóa, hiếu kỳ nói, Diệp Thần, ngươi cái này là đang làm gì? Nếu như chúng ta lại không đi vào, chờ những người đó khôi phục như cũ, chúng ta lại muốn đi vào liền không có cơ hội. Diệp Thần không có bất kỳ trả lời, như cũng nhắm hai mắt. Kỷ Lâm cắn răng nghiến lợi, nhưng là nghĩ đến Diệp Thần làm như vậy tất nhiên có hắn nguyên do, vẫn là ở bên cạnh tĩnh tâm chờ đợi, coi như là cho Diệp Thần hộ pháp. Nàng vậy đôi mắt to to mò nhìn về phía mộ bia, nàng có thể cảm giác được mộ bia bên trong có một cổ lực lượng tựa như và Diệp Thần nối liền với nhau. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thần chỗ ở y thần môn chính là Lâm Thanh Huyền một đạo? Đây là đang tiếp nhận Lâm Thanh Huyền cơ duyên. Nghĩ tới đây, Kỷ Lâm lại hủy bỏ, Lâm Thanh Huyền thứ đại nhân vật này, dĩ nhiên là đem đồ tốt nhất để lại cho Thanh Huyền đỉnh hậu nhân. Y thần môn mặc dù cũng là hắn nhất mạch, nhưng là cái này Diệp Thần đối với hắn mà nói, hoàn toàn là có cũng được không có cũng được tồn tại. Như vậy cũng tốt so Kỷ gia dòng thứ và mình so sánh. Kỷ gia hiển nhiên là quan tâm mình. Mà giờ khắc này Diệp Thần cảm giác quanh thân bị một cổ vô hình uy áp bọc. Cái này uy áp để cho hắn không thở nổi. Hắn muốn tránh thoát nhưng phát hiện căn bản không có thể. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết, một cổ màu vàng khí lưu từ đan điền phun trào, lại là hướng toàn thân lưu động đi. Mơ hồ bây giờ, Diệp Thần trong cơ thể huyết long trào động, long ngâm từng cơn. Không chỉ như vậy, hắn hai tròng mắt thoáng qua một tia máu đỏ. Cái này một đôi mắt tựa như có một đầu thần long đưa mắt nhìn phàm trần. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện vậy mấy chữ hoàn toàn thay đổi, lại là dần dần biến thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh này sừng sững ở trên đỉnh núi, một cái tay trong hai ngón tay nắm một cây ngân châm, một cái tay khác nhưng là nắm chặt một cái mảnh khảnh trường kiếm. Đưa ở sau lưng, như núi bất động. Diệp Thần rất rõ ràng, thân
thân ảnh này chính là thời đại thượng cổ Lâm Thanh Huyền. Y đạo thông thần Lâm Thanh Huyền. Bia đá bên trong bí mật chính là hình ảnh này. Thu gió xào xạc, không có sát ý, nhưng là để cho Diệp Thần cảm giác được lạnh như băng. Cái này lạnh như băng đến từ xương tủy. Sau đó, bia đá hình ảnh lại thay đổi. Thân ảnh kia trước mặt lại đứng vô số cường giả. Tay cầm thần binh, hơi thở khủng bố. Đám người này thậm chí vượt qua xa thánh vương cảnh. Võ đạo hơi thở tựa như một đầu cự long, bay lượn 9 tầng trời, chiếm đoạt hết thảy. Mà Lâm Thanh Huyền nhưng là nhắm mắt lại, không có sợ hãi. Vô số cường giả cuộn sạch khí tức cuồng bạo, bạo gió buông xuống. Sát ý ngút trời. Lâm Thanh Huyền nhưng là vẫn nhắm hai mắt mâu. Ở vô số trường kiếm sắp đâm rách hắn thân thể lúc đó, hắn vậy đôi tròng mắt lạnh như băng đột nhiên mở ra. Bước chân đạp một cái. Trường kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thời không tựa như ngừng. Rồi sau đó, Lâm Thanh Huyền đưa tay ra, hai ngón tay giữ ngân châm ầm ầm bắn ra. Ngân châm kim quang đại tác. Hóa là ngàn trường. Tại chỗ biến dạng hết thảy kiếm ý và ý định giết người, liền liền vậy thần long chi ảnh cũng là tiêu tán ở giữa trời đất. Thần y một đạo, có thể thông thiên, có thể trấn áp võ đạo, ngày hôm nay như vậy, sau này vẫn như vậy. Đáng tiếc, y đạo tu luyện khó khăn vô thanh trời, không chỉ cần thiên phú, càng cần hơn cơ duyên, thế gian vạn người, có lẽ chỉ có một người có thể chạm đến y đạo chi đồ. Ta Lâm Thanh Huyền cho dù có một ngày tiêu tán ở giữa trời đất, cũng sẽ có người dùng để y đạo trấn áp hết thảy. Từ nay về sau, hắn liền đại biểu ta Lâm Thanh Huyền, liền đại biểu Côn Lôn hư cao nhất y đạo. Dứt lời, đọng lại thời không, Lâm Thanh Huyền lặng lẽ đi qua. Hai tay chắp sau lưng, linh khí trong trời đất đều không cách nào đụng chạm. Tựa như đụng chạm cũng sẽ là một loại khinh nhờn. Cho đến Lâm Thanh Huyền bóng người biến mất ở tầm mắt bên trong. Vậy vô số thời đại thượng cổ cường giả kêu rên khắp nơi, xương máu từng cơn. Đầy trời mưa máu, tựa như dị tượng. Khi thấy màn này, Diệp Thần hoàn toàn dọa sợ, sắc mặt tái nhợt. Ở hắn trong trí nhớ, lão đầu dạy hắn y thần môn cao nhất y thuật, chỉ bất quá vì hành nghề y tế thế, cũng hoặc là bo bo giữ mình. Y thần môn sa sút, không người nào có thể cứu vãn. Thời đại thượng cổ, Lâm Thanh Huyền mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là chân chính lưu lại đồ nhưng là ít chi lại càng ít. Về sau, y thần môn trở thành Côn Lôn hư duy nhất y đạo tông cửa. Dù là giống vậy võ đạo tông cửa đều không thèm khiêu khích. Lão đầu hy vọng duy nhất chính là di động Côn Lôn hư và Hoa Hạ, hy vọng có thể tìm được một cái có thể nghịch thiên thay đổi người. Mà cứu mình chính là hết thảy bắt đầu. Cũng may Diệp Thần đúng là y đạo trên lộ ra thiên phú cực mạnh, trận pháp, luyện đan. Đều là cực kỳ xuất sắc. Nếu như Diệp Thần không đi báo thù, nói không chừng thì biết thành là y thần môn nhiệm kỳ kế trưởng môn. Có ít thứ, không thể ném. Mà bây giờ, Diệp Thần nhưng là cảm nhận được chân chính y đạo, giết người tại vô hình. Một cây ngân châm hóa là trăm trượng trường thương, đây là bực nào khí thế. Những cái kia võ đạo cường giả ở mạnh như vậy thế nhất kích dưới, chỉ có xương máu mới là bọn họ nơi quy tụ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện trên người hắn vậy đạo linh thần khí không ngừng hội tụ, lại là chui vào bia đá bên trong. Vậy bia đá ở giữa hình ảnh toàn bộ bị linh thần khí chiếm đoạt. Y đạo thông thần cái này bốn chữ cũng là hoàn toàn biến mất. Trên tấm bia đá vô tận linh khí và lực lượng toàn bộ ngưng tụ vào một chút, hạ xuống linh thần khí trên. Cái này dễ như bỡn lực lượng nhất thời bộc phát ra nhức mắt kim quang. Kim quang sau đó. Diệp Thần phát hiện lại ngưng tụ thành một cây ngân châm. Ngân châm tuy nhỏ, Diệp Thần nhưng thấy phía trên phong cách cổ xưa đường vân, khắp nơi lộ ra bất phàm. Càng là mấu chốt là, phía trên lại vẫn có khắc Diệp Thần tên chữ. Một bên Lâm Thanh Huyền một mực chú ý Diệp Thần biến hóa, Diệp Thần có thể thấy hình ảnh kia, không tính là cái gì. Dẫu sao hắn tu luyện xong chỉnh cửu thiên huyền dương quyết. Hình ảnh này. Ở Thanh Huyền đỉnh mấy vị hậu nhân chắc có thể phát hiện. Nhưng là làm hắn thấy Diệp Thần lại lĩnh ngộ cái này ngân châm thuật pháp, vậy giếng cổ không dao động nụ cười đều là hoảng sợ. Làm sao có thể? Hắn không xa cầu Diệp Thần có thể lĩnh ngộ cái này trí cường thuật, hắn chỉ hy vọng Diệp Thần từ trong hình cảm ngộ đến y đạo giết người tại vô hình. Nhưng không nghĩ,
Ông trời cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp thần nhất định chính là lại y đạo mà sống. Hôm nay Côn Lôn hư võ đạo vi tôn cách cục cũng nên sửa lại một chút. Xem ra luân hồi mộ địa lựa chọn người này, là nhất là chính xác lựa chọn. Chí ít ở ta xem ra, Côn Lôn hư kinh tài hạng người không đếm xuể, nhưng là thế gian có lẽ chỉ có Diệp thần có thể cứu bọn họ trăm người. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Thanh Huyền vội vàng hướng Diệp thần phân phó nói, đồ nhi, nhanh lên nhỏ máu nhận chủ, đem này kim nhận lấy. Cái này đem thành là ngươi trước mắt nhất bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, không có một trong. Diệp thần nghe được vang lên bên tai thanh âm dồn dập, không do dự nữa, đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi. Làm máu tươi chạm được ngân châm trên, Thanh Huyền đỉnh bầu trời đột nhiên xuất hiện ngàn trượng tường vân. Che khuất bầu trời. Ngày tháng thất sắc. Mấu chốt cái này tường vân trên lại xuất hiện một hàng chữ viết. Y đạo thông thần, võ đạo thần phục. Ngàn trượng tường vân ngay tức thì bị vạn trượng sấm sét bao vây. Cho dù như vậy, vạn trượng mây sấm cũng không cách nào trói buộc tường vân nửa thước. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư kỷ ra. Kỷ Tư Thanh vậy trong trẻo lạnh lùng thân thể đứng ở giữa sân, nhìn trước mặt quỳ kỷ gia cường giả, hỏi còn không có Diệp Thí Thiên tin tức sao? Vậy kỷ gia cường giả lắc đầu một cái, Diệp Thí Thiên ở túy tiên lầu xuất hiện sau đó, lại cũng không có tung tích. Bất quá cái gì, nói rõ ràng. Vậy kỷ gia cường giả con người co giúp một cái, vội vàng nói, căn cứ ta điều tra tin tức, Diệp Thí Thiên mang đi Lê Hân sau đó, Lê Hân chính là chết ở y thần môn Thạch Tam trước mộ phần. Cái này Diệp Thí Thiên tại sao phải ở lần đầu tiên xuất hiện ở Côn Lôn hư lúc, liền đối phó Lê gia, cái này nhìn giống như là báo thù, tiểu thư, ta đang suy nghĩ, cái này Diệp Thí Thiên có thể hay không và Thạch Tam có quan hệ. Cũng hoặc là, và vậy y thần môn có quan hệ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là tiểu nhân suy đoán, ngoại giới lời đồn đãi Diệp Thí Thiên là người trượng nghĩa, không ưa liền sẽ động thủ, nói không chừng là đối phương nhất thời hưng khởi. Kỷ Tư Thanh không nói gì. Vừa nghe đến y thần môn ba chữ, trong óc nàng ngược lại là nhớ lại Diệp thần. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng đang suy nghĩ, cái này Diệp Thí Thiên sẽ không phải là Diệp thần. Dẫu sao Diệp thần và Thạch Tam quan hệ coi như không tệ, hắn là Thạch Tam báo thủ cũng nói đã qua. Nhưng là cái ý nghĩ này ngay tức thì bị nàng đánh đổ. Ban đầu, nàng mặc dù coi trọng Diệp thần, nhưng là Diệp thần trưởng thành không thể nào nhanh như vậy. Côn Lôn hư lời đồn đãi Diệp Thí Thiên thực lực chí ít ở Thánh Vương cảnh trên, mà khi đó Kỷ Lâm đi Hoa Hạ, Diệp thần tựa hồ ở khí động cảnh. Lớn như vậy cảnh giới chênh lệch. Không phải ngắn ngủi mấy tháng là có thể vượt qua. Không nghĩ nhiều nữa, Kỷ Tư Thanh nhìn về phía vị kia kỷ gia cường giả, phân phó nói, tại chưa có tuyệt đối chứng cứ trước, đi ngay điều tra một chút Diệp Thí Thiên và Thạch Tam quan hệ, vậy Thạch Chấn Động Biển không phải biến mất sao, nghĩ biện pháp tìm được người này, hắn nhất định biết chân tướng. Đúng rồi, không nên thương tổn Thạch Chấn Động Biển, hết thảy đã chết người hơi lớn. Tiểu thư, vậy kỷ gia cường giả trực tiếp lui ra. Kỷ Tư Thanh đôi mi thanh tú nhăn mày trước, trắng như tuyết quần lụa mỏng ở trong gió phiêu vũ, có một loại khác mỹ cảm. Nàng thở dài một hơi, mới vừa muốn tiến vào gian phòng, đột nhiên, thương khung dị tượng liền liền. Kỷ Tư Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn về phía một đạo phương hướng. Vậy đẹp thêm trong trẻo lạnh lùng con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Lâm Thanh Huyền sau khi biến mất, vẫn còn có người có thể ngưng tụ y đạo thông thần dị tượng. Mặc dù cái này dị tượng rất yếu, đối phương hẳn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là có thể kích thích dị tượng như thế, chỉ cần cho người nọ đầy đủ thời gian, thì có tư cách trấn áp Côn Lôn hư hết thảy võ đạo. Kỷ Tư Thanh ngón tay bóp quyết, sau đó diễn cảm hơn nữa phong phú. Bởi vì cái này dị tượng phương hướng là Thanh Huyền Đỉnh. Thanh Huyền Đỉnh là Lâm Thanh Huyền hậu nhân chi địa, chẳng lẽ có hậu người lĩnh ngộ Lâm Thanh Huyền vật lưu lại? Côn Lôn hư có thể muốn náo nhiệt, trước có Diệp Thí Thiên võ đạo trấn áp vô số thế lực, sau lại có Thanh Huyền Đỉnh hậu nhân y đạo thông thần, năm nay phỏng đoán Côn Lôn hư xảy ra đại sự. Tiểu Lâm bây giờ cũng không sai biệt lắm chạy tới Côn Lôn hư, đến lúc đó hỏi một chút cái này nha đầu đi. Mà giờ khắc này Thanh Huyền Đỉnh bên trong, một nơi khí thế khoáng đạt kiến trúc bên trong. Kiến trúc trong có một tòa Lâm Thanh Huyền pho tượng dùng vô số linh thạch chế tạo. Đối với Lâm Thanh Huyền hậu nhân mà nói,
vậy thì là bảo vật vô giá. Mười mấy vị ông già cùng với thanh niên vây quanh Lâm Thanh Huyền pho tượng, nhắm mắt lại, không ngừng tu luyện. Bọn họ quanh thân có một đạo màu đỏ khí lưu không ngừng quấn quanh. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người mở mắt ra, bọn họ hiển nhiên phát hiện Thanh Huyền đỉnh dị động. Hơi thở này, chẳng lẽ có người ở Thanh Huyền đỉnh cảm ngộ được tổ tiên cao nhất y đạo? Chẳng lẽ chúng ta Thanh Huyền đỉnh được cứu rồi? Có vậy y đạo thông thần người trợ lực, y đạo đủ để trấn áp những cái kia chân núi võ đạo tông cửa. Nhưng là người này sẽ là ai? Chúng ta mười mấy người đều ở chỗ này tu luyện, hiển nhiên không phải chúng ta. Chẳng lẽ là lão tổ? Có thể, toàn bộ Côn Lôn hư nếu như có một người có thể lĩnh ngộ cao nhất y đạo, vậy thì chỉ có thể là lão tổ một người, đáng tiếc lão tổ ở dưới vách đá bế quan, không được người bất kỳ quấy rầy. Mọi người rất là phiền muộn, bọn họ muốn mắt thấy lão tổ phong thái, nhưng định trước không thể trước quấy nhiễu. Cũng không dám. Ngay tại bọn họ kinh hãi lúc đó, bên ngoài một đạo chật vật bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Sư phụ, không xong. Có hai cái không biết từ đâu tới người, phá trận pháp, giết tới Thanh Huyền ngọn núi. Đả thương chúng ta mười mấy người. Cái này hai người có thể là núi kia hạ võ đạo tông môn phái tới, hơn nữa có một người nói nàng đến từ Kỷ gia. Nói chuyện chính là bị Kỷ Lâm và Diệp Thần đả thương áo vải nam tử, chờ hắn tỉnh hồn lại, tự nhiên thời gian đầu tiên tới bẩm báo. Nghe được câu này, bên trong mười mấy sắc mặt người đồng loạt biến đổi. Ở nơi này giờ phút quan trọng, lão tổ đang bước vào y đạo thông thần cảnh, lại có hai người giết đến cửa, tuyệt đối là muốn phá hoại lão tổ đột phá. Kỳ tâm có thể giết à? Tất cả mọi người trực tiếp đứng lên, trong mắt thoáng qua một tia ý định giết người. Nếu hai tên kia tới, liền đem bọn họ vĩnh cửu trấn áp nơi này. Chúng ta Thanh Huyền đỉnh yên lặng quá lâu, nếu lão tổ đột phá, vậy hôm nay chúng ta sẽ để cho đám kia Côn Lôn hư người xem. Lâm Thanh Huyền y đạo một môn, có hay không sa sút? Dứt lời, mười mấy đạo bóng người mở ra cửa, trực tiếp cướp đi ra ngoài. Dẫn đường. Áo vải người đàn ông cái này mới phản ứng được, trong lòng vui mừng, hắn vốn là chỉ bất quá muốn mời mấy người, bây giờ những tiền bối này và sư phụ tất cả đều ra tay, vậy kết cục đã định à? Phải, tiền bối mời theo ta tới, bọn họ thật giống như ở Lâm Tổ Tiên đề ra chữ bia đá nơi đó. Mà lúc này Diệp Thần, tự nhiên không biết bây giờ hành động này lại có thể sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tay hắn bên trong đã xuất hiện vậy cái phong cách cổ xưa ngân châm. Cầm ở trong tay, hắn có thể cảm giác được rõ rệt một cổ năng lượng ở bên trong di động. Một khi bị hắn kích thích bên trong năng lực, mặc dù không có thể đạt tới như Lâm Thanh Huyền chí cường nhất kích, nhưng là chém chết một ít Côn Lôn hư cường giả hay là làm đến. Một bên Lâm Thanh Huyền gặp Diệp Thần nhận lấy ngân châm, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một cổ nhàn nhạt khói mù bọc Kỷ Lâm. Kỷ Lâm ngẩn ra, ánh mắt lại là mang một chút mờ mịt. Đồ nhi, bên cạnh người cô gái mặc dù đối với ngươi không có uy hiếp, nhưng là vì để đạt được an toàn, ta tạm thời xóa đi vậy mấy giây dị tượng cảm giác. Y đạo thông thần dị tượng phát sinh ở Thanh Huyền đỉnh, không tính là bất ngờ chuyện, nhưng là tận lực không nên để cho người ngoại giới đoán được là ngươi. Nếu không những cái kia võ đạo tông cửa cũng sẽ không để cho ngươi còn sống. Sự tồn tại của ngươi chính là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Tốt lắm, vi sư không thể ở bên ngoài ngây ngô thời gian quá dài, liền tiến vào trước luân hồi mộ địa, cụ thể sự việc, ta chờ một hồi sẽ cùng ngươi nói. Ta đám này hậu nhân không có một cái đạt tới ta yêu cầu, món đồ kia cũng chưa có tư cách bảo vệ. Dứt lời, Lâm Thanh Huyền liền biến mất ở giữa trời đất. Mà Kỷ Lâm cũng là tỉnh hồn lại, nàng ánh mắt mờ mịt, khi thấy Diệp Thần, mới phản ứng được, ngươi lại thế nào nhìn chằm chằm tấm bia đá này xem, đi thôi, nếu không chờ mấy tên kia mật báo tin tức, chúng ta có thể thông ra mặt cũng không vào được. Được, Diệp Thần hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Kỷ Lâm, trực tiếp hướng bên trong đi. Lui tới ngược lại là có không ít người, những người này ở đây Diệp Thần và Kỷ Lâm trên mình dừng lại mấy giây, cũng không có để ý nhiều. Dẫu sao người bình thường muốn tiến vào Thanh Huyền đỉnh trận pháp rất khó. Nếu quả thật tiến vào, tất nhiên là đi qua Thanh Huyền đỉnh cho phép. Đột nhiên, một giọng nói ở Diệp Thần sau lưng vang lên. Diệp Thần, thanh âm mang một tia không xác định tính và kích động.
Diệp Thần thân thể đột nhiên cứng ngắc, bước chân dừng lại. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Tiểu Bích, ở Y Thần môn mấy vị đệ tử trong, và Diệp Thần quan hệ không tệ chỉ có ba người. Thạch Tam, Tiểu Bích, cùng với Lão Tiết. Tiểu Bích là trong ba người duy nhất cô gái, so Diệp Thần còn nhỏ hơn lần trước tuổi. Mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng là ở Y Đạo Chi trên có tốt thiên phú, một tay thuật luyện đan lô hỏa thuần thanh, liền liền lão đầu cũng không khỏi không xúc động mấy phần. Diệp Thần chợt xoay người, một người mặc áo xanh thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, trong tay đang nắm một chuôi cây chổi. Một đầu như thác vải vậy tóc đen nghiêng xuống, nhỏ dài phượng mi, một đôi mắt như tinh thần như trăng sáng, lung linh mũi quỳnh, hồng tai nhỏ choáng váng, giọt nước anh đào vậy đôi môi, hoàn mỹ không tì vết mặt trái xoan có kinh ngạc, vóc người nhẹ nhàng, thoát tục thanh nhã. Thật Tiểu Bích, thiếu nữ mới vừa rồi chẳng qua là không xác định kêu một tiếng, làm Diệp Thần xoay người, nàng theo bản năng che miệng, trong con ngươi chỉ có kinh hãi và kích động. Ngươi, ngươi không phải ở Hoa Hạ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Thanh Huyền Đỉnh? Thiếu nữ nhát gan nói. Thiếu nữ lời còn chưa nói hết, Diệp Thần chính là một bước bước ở Tiểu Bích trước người. Tiểu Bích, sư phụ và những sư huynh khác đều ở đây Thanh Huyền Đỉnh sao? Bọn họ ở nơi nào? Đây là Diệp Thần bước vào Thanh Huyền Đỉnh mấu chốt, có thể không kích động sao? Hắn hiểu ân, nếu như ban đầu không có những người này, hắn đã sớm chết rồi. Bây giờ nếu có năng lực, tự nhiên phải báo đáp vậy 5 năm ân tình. Tiểu Bích trong mắt có chút né tránh, Diệp Thần, ta hỏi trước ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thần vừa định trả lời, nhưng là chú ý tới Tiểu Bích trên tay cây chổi. Ở hắn trong ấn tượng Tiểu Bích thân phận ở Côn Lôn Hư cũng coi là không tệ, sau lưng gia tộc có chút quyền thế, nói nàng cành vàng lá ngọc không quá đáng, rất ít cầm lên cây chổi. Ở Y Thần môn 5 năm, vậy cơ bản cũng đang luyện đan, dẫu sao đây là nàng sau này phát triển nhất phương hướng lớn. Nhưng mà trước mắt, làm gì dạy loại này việc nặng? Càng là mấu chốt Tiểu Bích trên tay có trước thật dày kén, rất hiển nhiên, loại chuyện này đã làm rất lâu rồi. Nguyên bản nhuệ khí trong mắt lại là viết đầy mệt mỏi. Tiểu Bích, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi tại sao sẽ ở Thanh Huyền Đỉnh quét sân? Tiểu Bích trên mặt có chút do dự, suy tư mấy giây, vẫn là quyết định nói ra. Diệp Thần, thật ra thì sư phụ và chúng ta tới Thanh Huyền Đỉnh. Lời còn chưa nói hết, mười mấy đạo kinh khủng hơi thở đột nhiên vào tới. Lại là trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần và Kỳ Lâm trước mặt. Trong mắt sát ý. Trong đó vị kia áo vải nam tử vậy ở trong đó. Tiểu Bích thấy những người này xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến tất cả vị đại nhân. Nhưng mà cây bản không người nào để ý đến. Tầm mắt mọi người cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần và Kỳ Lâm. Áo vải nam tử bước ra một bước, đối với sau lưng một vị lão giả nói, sư phụ, chính là cái này hai người. Cái này hai người võ đạo thực lực cực mạnh. Lại là cưỡng ép phá vỡ trận pháp, người tới không tốt, xin sư phụ trực tiếp chân áp. Lão kia người nhìn lướt qua Diệp Thần và Kỳ Lâm, mở miệng nói các người đứng sau lưng thần thánh phương nào. Dám can đảm tới ta Thanh Huyền Đỉnh gây chuyện, phải bị tội gì? Kỳ Lâm gặp lão giả kia khí thế, liền biết đối phương có thể là Lâm Thanh Huyền hậu nhân, chắp tay một cái nói, cái này vị tiền bối, ta là Kỳ gia Kỳ Lâm, ta lần này tới. Lời còn chưa nói hết. Lão kia người chính là trực tiếp cắt đứt, Kỳ gia thì như thế nào? Cho dù là Kỳ gia lão gia tử tự mình tới Thanh Huyền Đỉnh, cũng phải ở ta trước mặt cung cung kính kính, lại không dám động ta Thanh Huyền Đỉnh đệ tử. Ta chỉ cho các người một cái cơ hội, phế bỏ trên người tu vi, đoạn một cái tay, sau đó cút ra khỏi Thanh Huyền Đỉnh. Lời của lão giả tràn đầy không thể nghi ngờ. Một bên Tiểu Bích tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần trở về chuyện thứ nhất chính là đắc tội Thanh Huyền Đỉnh. Nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn một cái Diệp Thần, vẫn là cắn răng mở miệng nói, đại nhân, trong này nhất định có hiểu lầm, Diệp Thần là ta Y Thần môn đệ tử, cũng coi là Lâm tổ tiên nhất mạch, xin đại nhân thả qua Diệp Thần. Ta hiểu hắn, hắn không phải cố ý, hắn nhất định là vì đến tìm ta Y Thần môn mới có thể như vậy. Khẩn cầu đại nhân hạ thủ lưu tình. Lời này vừa nói ra, vậy nói chuyện ông già ngược lại là kinh ngạc mấy phần, Y Thần môn. Vì sao trên người này có nồng đậm như vậy giết hại và võ đạo hơi thở?
Áo vải nam tử rất sợ lại cái gì bất ngờ, nhìn lướt qua Tiểu Bích, lạnh lùng nói, y thần môn thì như thế nào? Ngươi y thần môn tới ta Thanh Huyền Đỉnh, nếu như không phải là chúng ta thu nhận, các người đã sớm không tồn tại. Còn nữa, một mình ngươi quét sân nhà đầu có cái gì tư cách và sư phụ nói chuyện? Lại có cái gì tư cách cầu xin tha thứ? Cút sang một bên. Một giây kế tiếp, áo vải nam tử một cước hướng Tiểu Bích ngực đá tới. Ở Thanh Huyền Đỉnh nhiều người trong mắt người, y thần môn và Thanh Huyền Đỉnh mặc dù có liên lạc. Nhưng là y thần môn người chẳng qua là hèn mọn con kiến hôi mà thôi. Dù là đá chết người phụ nữ này, lại coi là cái gì? Mắt xem một cước kia thì phải chạm được Tiểu Bích ngực, một đạo thân ảnh nhưng là xuất hiện ở Tiểu Bích trước người. Năm ngón tay dương ra, bắt được áo vải chân của nam tử cổ tay. Diệp Thần nhìn về phía quỳ xuống Tiểu Bích, thở dài một tiếng, y thần môn lúc nào luân lạc đến nước này. Tiểu Bích tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà sẽ ra tay ngăn trở. Nàng đối với Diệp Thần coi như rõ ràng. Mặc dù vậy 5 năm, Diệp Thần không lòng y đạo, trong lòng vẫn muốn báo thù, nhưng là hắn tu luyện thời gian chân thực quá ngắn à. Đây chính là ở Thanh Huyền Đỉnh, một khi mâu thuẫn, hậu quả nhưng mà cực kỳ nghiêm trọng à. Sư phụ lúc rời Thanh Huyền Đỉnh trước, cực kỳ giao phó, ở hắn tìm được y thần môn phương pháp phá cuộc trước, duy nhất phải làm chính là ẩn nhẫn. Dù là ở Thanh Huyền Đỉnh chịu khổ, cũng phải rất miễn cưỡng nuốt xuống. Còn sống so hết thảy đều trọng yếu. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt như nước, Diệp Thần, ngươi nhanh lên nói xin lỗi đi, coi là ta cầu ngươi, ngươi cái này nửa năm qua một mực ở Hoa Hạ, Côn Lôn hư rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Đã từng là thế cục hoàn toàn thay đổi, cái này nửa năm qua, y thần môn xảy ra rất nhiều chuyện. Tiểu Bích thậm chí đưa tay ra, bắt được Diệp Thần tay, giọng có một tia khổ khổ muốn nhờ. Diệp Thần nhìn Tiểu Bích, thở dài một tiếng. Hắn rời đi nửa năm, đám này y thần môn đệ tử góc cạnh đều bị mòn hết không được. Hắn biết Tiểu Bích tâm cao khí ngạo, trừ sư phụ, căn bản không có thể cho người bất kỳ quỳ xuống. Nhưng là trước mắt, lại là vì mình hướng những người này khổ khổ thỉnh cầu. Cái này hồi nào không phải một loại bi ai à. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cánh tay nhẹ nhàng đẩy một cái, trực tiếp đem áo vải nam tử đẩy ra. Mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng là lực lượng này rất miễn cưỡng để cho đối phương lảo đảo một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Áo vải nam tử trên mặt nóng hừng hực sao, đứng lên, đi tới ông lão bên người, cung kính nói, sư phụ ngươi cũng nhìn thấy, coi như ngươi ở đây, người này cũng là như vậy cuồng ngông. Không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay trấn áp. Ban đầu sư phụ thu nhận y thần môn những thứ này nhóc xác rưởi, hắn trong lòng liền có chút không vui. Hắn rất sợ sư phụ biết Diệp Thần đến từ y thần môn, liền truy cứu cũng không truy cứu à. Ông già có nhiều thú vị nhìn về phía Diệp Thần, mở miệng nói, ta ở y thần môn chưa bao giờ gặp qua ngươi, bỏ mặc ngươi có phải hay không y thần môn người, đều không phải là ngươi mạnh xông Thanh Huyền Đỉnh, tổn thương đệ tử ta lý do. Mới vừa rồi ta cho các ngươi cơ hội không thay đổi, phế bỏ tu vi, lưu lại nữa một cái tay, ta chỉ cho các ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Thời gian đến một cái, ta liền tự mình ra tay. Diệp Thần nhìn về phía ông già, nhàn nhạt nói, ngươi chắc chắn làm rõ ràng chuyện. Thứ nhất, Thanh Huyền Đỉnh trận pháp không phải chúng ta phá vỡ, mà là ngươi học trò thả chúng ta tiến vào. Thứ hai, ngươi học trò xuất thủ trước, chẳng lẽ không cho ta đánh lại. Chỉ có thể trách hắn kỹ không bằng người, liền ta bắn vào bên trong cơ thể một cây ngân châm cũng không ép được, nếu như tên này đại biểu Thanh Huyền Đỉnh mà nói. Vậy ta xem Thanh Huyền Đỉnh thật đúng là thiên đại cười nhạo. Diệp Thần nói tiếng nói không chút khách khí. Tiểu Bích nghe được Diệp Thần lại có thể dám nói như vậy Thanh Huyền Đỉnh sợ không dám thở mạnh. Nàng muốn đi ngăn cản Diệp Thần, nhưng phát hiện đã không còn kịp rồi. Điên rồi. Thế giới cũng điên rồi. Tại chỗ Thanh Huyền Đỉnh tất cả mọi người sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Lão kia người cũng là nhìn về phía áo vải chàng trai nói, thằng nhóc này nói nhưng mà nói thật. Ngươi liền trong cơ thể một cây ngân châm cũng không ép được. Áo vải nam tử dĩ nhiên không thể nào thừa nhận, chợt lắc đầu, sư phụ, người này thi triển là yêu thuật, thời gian ngắn phong bế ta thân thể, nào có cái gì ngân châm. Huống chi ta nhưng mà Thanh Huyền Đỉnh người, làm sao có thể ở ngân châm thuật lên bại bởi người khác.
Ông già như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Thần, ngươi và ngươi đồng bạn vẫn là 4 giây, như không động thủ nữa, đừng trách ta vô lễ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, trong tay xuất hiện một cây bình thường ngân châm. Kia nói nhảm nhiều như vậy, thử qua chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, ngân châm tựa như phá vỡ không khí, hướng áo vải nam tử đi. Áo vải nam tử sắc mặt đại biến, hắn nhưng mà biết Diệp Thần ngân châm bá đạo, không dám xem thường, trong tay giống vậy bắn ra một cây ngân châm. Chỉ bất quá ngân châm này còn không có cởi cách hắn tay, lại truyền tới một tiếng kịch liệt va chạm. Tay hắn cánh tay cơ hồ toàn bộ tê liệt. Đồng thời, một cây ngân châm không vào hắn thân thể. Hắn phát hiện mình giờ phút này lại không cách nào nhúc nhích. Lại là loại cảm giác này. Một cổ cảm giác sợ hãi ngay tức thì lan tràn. Sư phụ, cứu ta! Áo vải nam tử kêu cứu. Ông già hừ lạnh một tiếng, tự nhiên nhận ra được Diệp Thần ngân châm cổ quái. Năm ngón tay dương ra, một cổ khí lưu từ lòng bàn tay chui vào áo vải chàng trai thân thể. Sau đó, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại. Một cổ lực lượng vô hình cuộn sạch, ngân châm trực tiếp từ áo vải chàng trai thân thể xông ra ngoài. Lại là hóa là bụi bặm. Có thể gặp thực lực có kinh khủng dường nào. Cảm ơn sư phụ ra tay. Sư phụ, người vậy thấy tiểu súc sinh này thủ đoạn, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Áo vải chàng trai nói. Ông già gật đầu một cái, nhìn lướt qua Diệp Thần và Kỳ Lâm, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, thời gian đến, nếu hai người các ngươi không làm ra lựa chọn, vậy thì không trách chúng ta Thanh Huyền Đỉnh. Lâm Nguyên, Lâm Minh, động thủ, phế trừ đan điền, lại thêm một cái tay. Dứt lời, hai cái người đàn ông trung niên trực tiếp xông đi ra. Trong tay đánh ra một bản phù văn. Hơn nữa, quanh thân tràn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Diệp Thần đối với những người này trên người cảm giác cực kỳ quen thuộc, hắn rất rõ ràng, những người này đều là tu luyện Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Chỉ bất quá cái này 9 tầng trời huyền cơ hội quyết nhưng là không lành lặn. Nhìn hai người kia đã tới trước người, Diệp Thần không có chút nào né tránh, một bước bước ra. Ta vốn không muốn đối với các người ra tay, nhưng các người vì sao phải khổ khổ tương bức? Ta tới đây bất quá là lấy lại thuộc về đồ ta. Còn có gặp ta sư phụ mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Diệp Thần trên người 9 tầng trời huyền cơ hội quyết hơi thở ầm ầm bùng nổ. Hắn tu luyện Cửu Thiên Huyền Dương quyết xa xa quá tại chỗ người bất kỳ. Lại là hơi thở sinh ra nghiền ép. Hai người kia còn là ra tay, chính là cảm giác được đan điền chân khí tựa như đụng phải cái gì sợ sự vật, rối rít tiêu tản ra. Không có chân khí chống đỡ, hai người trên mặt đại biến. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Thần nhưng là xuất hiện ở bên cạnh hai người, hai chưởng đánh ra. Trực tiếp nghiền ép, hai người tại chỗ bay ra ngoài, lại là hung hãn khạc ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, người xem, thằng nhóc này lại còn dám đả thương hai vị sư huynh, thật là liền tội đại ác vô cùng, ta đề nghị. Áo vải nam tử lời còn chưa nói hết, ông già chính là nổi giận gầm lên một tiếng, im miệng. Giờ khắc này, áo vải nam tử hoàn toàn bối rối. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sư phụ lại vì một cái người ngoài hống mình. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, mình sư phụ nhưng là bước ra một bước, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cực độ nóng như lửa. Gằn từng chữ, trên mình ngươi Cửu Thiên Huyền Dương Quyết đến từ nơi nào? Ở Diệp Thần phóng thích Cửu Thiên Huyền Dương Quyết hơi thở một khắc kia, hắn chính là cảm giác được Diệp Thần trên mình hơi thở đặc thù. Hơi thở này, hắn đang bế quan lão tổ trên mình phát hiện qua. Thậm chí càng là tinh túy. Rất rõ ràng, trên người người này Cửu Thiên Huyền Dương đoạn tuyệt không bình thường. Hắn có thể không kích động sao? Mặc dù Y Thần Môn cũng là Lâm Thanh Huyền nhất mạch, hơn nữa hắn gặp qua Y Thần Môn trưởng môn, nhưng là đối phương nắm giữ Cửu Thiên Huyền Dương quyết và mình so sánh ngược lại hơn nữa không chịu nổi. Vậy Y Thần Môn lão gia học trò vì sao ở hơi thở trên có long trời lỡ đất thay đổi? Diệp Thần nhìn lướt qua ông già, không có vấn đề nói, liên quan ngươi à? Ta sư phụ ở đâu? Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Thần hiện ở đứng sau lưng Lâm Thanh Huyền. Những hậu nhân này lại coi là cái gì? Huống chi Tiểu Bích ở chỗ này quét sân, lại là sợ hãi như vậy những thứ này, quỷ biết đoạn này thời gian ở chỗ này chuyện gì xảy ra?
hắn làm sao có thể cho đám người này sắc mặt tốt xem. Nghe được câu này, ông già sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở hắn xem ra, trước mặt cái này y thần môn tiểu tử nhưng mà cái đầu tiên dám ở Thanh Huyền đỉnh đối với hắn nói những lời này người. Hắn y đạo mặc dù không có thông thiên, nhưng là nhưng đủ để trấn nhiếp phần lớn võ đạo cường giả. Không chỉ như vậy, hắn võ đạo thực lực vậy không thể khinh thường. Nhập thánh cảnh đỉnh cấp, nửa bước bước vào thánh vương cảnh. Chính là một cái thần du cảnh, thật không biết cái này sức tới từ nơi nào. Một cổ vô hình tức giận ở trong không khí không ngừng nổi lên. Áo vải nam tử tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần ngược lại mình nhảy vào hố lửa. Không biết sống chết. Hắn vội vàng lớn tiếng nói, sư phụ, ta đã sớm nói y thần môn những phế vật này không nên lưu. Chúng ta lại càng không nên thu vậy lão bất tử vậy chỗ tốt hơn. Vậy lão bất tử lưu lại đệ tử, không thể nghi ngờ là ở Thanh Huyền đỉnh chôn một viên lựu đạn định giờ à. Ta hy vọng sư phụ nhổ cỏ tận gốc, không chỉ hôm nay muốn trấn áp cái này hai đứa nhỏ xúc sinh, càng phải đem tất cả y thần môn người toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Sư phụ, ngài từng nói qua Lâm Thanh Huyền tổ tiên quả quyết sát phạt, mới có thể thành tựu cao nhất y đạo, nói không chừng chúng ta bây giờ thiếu chính là cái này à. Lời nói lạnh như băng không ngừng xuyên thấu tới. Áo vải nam tử một hớp một câu lão bất tử chạm đến Diệp Thần nội tâm tức giận. Trong thiên hạ chỉ có hắn có tư cách nói y thần môn cùng với sư phụ, còn như người ngoài, không có tư cách. Một giây kế tiếp, trong tay hắn xuất hiện một cây ngân châm, quanh thân cửu thiên huyền dương quyết phủ tới, ngân châm trên lóe lên tia sáng chói mắt. Người quá nhiều lời nhảm nhí, đã như vậy, người cũng không có cần thiết tồn tại. Dứt lời, ngân châm bắn đi ra ngoài, mau như tia chớp. Áo vải chàng trai sư phụ tự nhiên thời gian đầu tiên phát hiện. Hắn cười lạnh một tiếng, thật lấy là Thanh Huyền đỉnh là ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Dứt lời, lại là ống tay áo vung lên, một đạo bức tường khí đột nhiên tạo thành. Bức tường khí trở ngại hết thảy, đứng ở ngân châm trước người. Ở ông già xem ra, chính là một cây ngân châm, muốn xuyên thấu cái này trận bức tường khí, tuyệt không thể nào. Thằng nhóc, ngân châm thi triển một lần là đủ rồi, ta Thanh Huyền đỉnh y đạo vi tôn. Đối với ngân châm thuật biết rõ vượt xa Côn Lôn hư bất kỳ một người nào võ đạo tông cửa, ngươi châm này, ngại quá, quá mức rác dưới. Cho ta rơi. Đi đôi với một tiếng này gầm thét, một cổ lực lượng vô hình hướng ngân châm trói buộc đi. Vốn cho là ngân châm sẽ vặn vẹo, lại là hóa là bột. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần bắn ra ngân châm trực tiếp xuyên qua hết thảy trở ngại, thế không thể đỡ. Giờ khắc này, ông lão nụ cười hoàn toàn cứng lên. Làm sao có thể? Không tốt. Mắt xem ngân châm thì phải không có vào áo vải nam tử, hắn một bước bước ra, muốn đem ngân châm đoạt lấy, nhưng phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Phốc xích, một tiếng, ngân châm không vào áo vải chàng trai ấn đường. Phảng phất có một đạo máu đỏ hoa mai hoàn toàn tách thả ra. Áo vải nam tử căn bản không nghĩ tới lại có thể sẽ có người ở Thanh Huyền đỉnh ngay trước sư phụ và nhiều cường giả như vậy giết hắn à. Thằng nhóc này không muốn sống nữa. Còn không có chờ hắn hoàn toàn phản ứng, một cổ lạnh như băng tự ý cắn nuốt hắn. Bành! Hắn thân thể trực tiếp hướng sau lưng ngã xuống, lại cũng không có tỉnh lại. Yên tĩnh! Giờ khắc này, thời gian tựa như đọng lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở, thậm chí không cách nào hô hấp. Tiểu Bích vậy xinh đẹp con ngươi chỉ có kinh hãi, đều phải trừng ra ngoài. Diệp Thần lại có thể giết người. Ở Thanh Huyền đỉnh trước mặt nhiều người như vậy giết người. Chết chắc à. Nàng mặc dù căm ghét Thanh Huyền đỉnh đám người này, chiếm đoạt sư phó như vậy bảo bối, nhìn như bảo vệ y thần môn đệ tử, cũng chỉ có nàng rõ ràng, đám người này đem y thần môn người làm thấp nhất bưng con kiến hôi. Mặc cho táy máy và làm nhục. Nàng luyện đan ở chỗ này không chịu nổi một đề ra. Gia tộc của nàng ở chỗ này không còn tồn tại. Nàng tôn nghiêm ở chỗ này không chút kiêng kỵ trà đạp. Nàng đã từng muốn thử qua phản kháng, nhưng là đem mình gây ra thương tích khắp người. Nàng dần dần bị mòn hết góc cạnh, không phản kháng nữa. Chỉ muốn sống tạm hậu thế, chờ đợi sư phụ trở về, sau đó mang bọn họ rời đi đất thị phi này. Lại không nghĩ rằng, sư phụ không có chờ được, đến lúc Diệp Thần.
một cái như người điên Diệp Thần. Tiểu Bích suy tư mấy giây, vẫn là đứng lên, vứt bỏ trong tay cây chổi, đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần đã hoàn toàn đắc tội Lâm Thanh Huyền hậu nhân, y thần môn người muốn ở chỗ này còn sống căn bản không có thể. Đã như vậy, còn quỳ cái gì? Diệp Thần, có một số việc đã trốn không tránh được, đã như vậy, chúng ta cùng nhau chịu đựng đi. Nàng thanh âm tịch mịch đến mức tận cùng, nhưng là trong mắt xuất hiện một tia sắc bén. Diệp Thần khóe miệng toát ra một đạo nụ cười, đây mới là nàng biết Tiểu Bích. Tiểu Bích, người cảm thấy Thanh Huyền đỉnh như thế nào? Tiểu Bích ngẩn ra, hồ nghi nhìn một cái Diệp Thần, trả lời, nơi này linh khí đậm đà, lại là Lâm Thanh Huyền chốn cũ, tự nhiên không tệ, thế nào? Người sẽ không liền muốn mai táng nơi này đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, đã như vậy, vậy từ sau ngày hôm nay, Thanh Huyền đỉnh chính là chúng ta y thần môn tông môn chi địa. Lời này vừa nói ra, không chỉ Tiểu Bích bối rối, liền liền Kỳ Lâm cũng là trợn to mắt mâu. Cái này Diệp Thần cũng quá không biết xấu hổ đi. Có thể hay không còn sống cũng không biết, cái này cũng nhớ tới Thanh Huyền ngọn núi. Còn y thần môn tông môn chi địa. Người mẹ hắn một người ăn tiếp không? Những cái kia Thanh Huyền đỉnh cường giả, thậm chí còn ông già nghe được Diệp Thần nói hoàn toàn nổi giận. Không do dự nữa, mười mấy đạo chí cường bóng người hướng Diệp Thần đi. Gió lớn gào thét, ở giữa thiên địa, tràn đầy vậy sơ sắc tiêu điều hơi thở, bầu không khí tựa như đọng lại. Thanh Huyền đỉnh lá rơi bay múa đầy trời. Tựa như viết một khúc chết chương nhạc. Trên người mọi người cửu thiên huyền dương quyết cường thế đến mức tận cùng. Trong tay lại là sử dụng trường kiếm. Dùng mình phun trào, kiếm khí uy nghiêm. Cái này khí tức lạnh như băng thậm chí bao quanh Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, hắn không nghĩ tới những thứ này chuyên chú y đạo người, võ đạo hơi thở lại có thể không có một cái là kém. Hơi thở này đủ để trấn áp mình. Không do dự nữa, Diệp Thần trong tay xuất hiện một chuôi linh kiếm. Hắn nhìn một cái Tiểu Bích và Kỳ Lâm, nhàn nhạt nói các người núp ở ta sau lưng, hết thảy các thứ này giao cho ta. Tiểu Bích và Kỳ Lâm liếc một cái Diệp Thần, không để ý đến, người thực lực gì, ta còn không biết. Những lời này, cơ hồ hai miệng đồng thanh. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một bước bước ra, thần du cảnh khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất. Lại là bước vào siêu phàm cảnh trên. Trên người đột phá hơi thở càng thêm ngưng trọng. Trong một cái chớp mắt này, hắn tựa như hóa là một ngọn núi nhạc, sừng sững ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần thần du cảnh, cười nhạt liền liền. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa như sắp chết đói bầy sói, lộ ra trong đêm tối răng nanh. Không mấy thanh trường kiếm chấn động, kiếm khí tràn ra. Bầu trời tựa như ngưng tụ ra một đạo huyết lang hư ảnh. Hướng Diệp Thần điên cuồng táp tới. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần cảm giác mình máu tươi cũng đọng lại. Hắn không nên xem thường, bổn mạng linh phù sấm sét ý bao trùm toàn thân. Cả người khí thế đổi được lăng liệt đến mức tận cùng. Rồi sau đó trường kiếm múa, vô số đạo kiếm ý xuyên thấu đi. Kiếm động dưới, thương khung yên tĩnh. Kinh khủng kiếm quang chậm rãi lan tràn ra. Cửu thiên huyền dương quyết hơi thở bao phủ mở. Hắn trên mình phảng phất có một tầng thánh quang. Lão kia người thấy một màn này, thần sắc ngưng trọng. Hắn chắc chắn Diệp Thần tu luyện cửu thiên huyền dương quyết và bọn họ tu luyện có rất lớn không cùng. Tựa hồ hơn nữa nguyên vẹn. Chẳng lẽ người này bất ngờ lấy được Lâm Thanh Huyền ở lại những địa phương khác truyền thừa. Đã như vậy, càng phải trấn áp thằng nhóc này. Bí mật này chỉ thuộc về hắn. Oanh! Vô số sấm sét điên cuồng tràn ra, tiếng nổ sao tránh ra tới. Diệp Thần kiếm ý trực tiếp đánh tan huyết lang hư ảnh. Bất quá Diệp Thần cũng không chịu nổi, hắn thuộc về gió bão trung tâm. Vô tận đợt khí nổ tung, hắn cái đầu tiên bị thương. Huyết khí dâng trào, hắn cưỡng ép đem máu tươi ép đi xuống. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Kỳ Lâm và Tiểu Bích nhưng là xông vào đám người bên trong. Bọn họ tự nhiên không thể nào để cho Diệp Thần một người chịu đựng. Hôm nay không cách nào chết yên lành, vậy thì mở một đường máu, bỏ mặc sống chết. Nhưng mà hai người thực lực, cuối cùng ở nơi này mười mấy vị cường giả trước mặt quá nhỏ bé. Một giây kế tiếp, hai người thân thể chính là bị vô tình đánh bay,
lại là trên không trung khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Nhất là Tiểu Bích, nàng đối với chiến đấu căn bản không tinh thông, đánh như thế nào? Làm như vậy không thể nghi ngờ chịu chết à? Tại sao cũng không tin ta đây? Diệp Thần ngón tay bóp quyết, trực tiếp tạo thành một đạo trận pháp, đem bị thương hai người bảo vệ ở trận pháp bên trong. Nhìn hai người lại còn mưu toan phá vỡ trận pháp, bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể đem hai người thân thể đóng lại, nhúc nhích không được. Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thần không để ý đến, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm ông già, nhàn nhạt nói, các người có thể biết, các người để cho Lâm Thanh Huyền rất thất vọng. Ông già hừ lạnh một tiếng, tổ tiên tên chữ há là ngươi có thể không ngừng kêu. Làm nhục tổ tiên, chết. Ông già cái này khí tức trên người hoàn toàn phóng thích. Hắn biết Diệp Thần võ đạo thực lực xa xa không dứt thần du cảnh. Nếu không không thể nào ở mười mấy người cường lực nhất kích dưới còn có thể sống được. Bất kể như thế nào, Diệp Thần tuyệt đối không thể lưu. Trong tay hắn xuất hiện một đạo linh phù. Cổ tay run một cái, linh phù chấn động, sơn hạ yên tĩnh. Tổ tiên ở trên cao, lấy trận pháp thế, trấn áp hết thảy. Linh phù ngay tức thì cháy. Toàn bộ Thanh Huyền đỉnh chấn động lên. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Ở giữa thiên địa tựa như hóa là một phiến biển lửa. Ở giữa thiên địa, tựa như chính là lò luyện, sóng nhiệt không ngừng lăn lộn. Cuồng nhiệt hơi thở dần dần thu liếm, cuối cùng nhiều hơn một tia dùng mình. Đây là vẻ sát ý, vô cùng lạnh như băng. Mưu toan chiếm đoạt Diệp Thần và còn lại hai người. Diệp Thần muốn động thủ, nhưng là phát hiện một cổ lực lượng vô hình trói buộc hắn. Thậm chí còn bổn mạng linh phù đều không cách nào gửi ra. Đây là Lâm Thanh Huyền lưu lại một đạo sát trận. Thượng cổ sát trận. Sát ý càng ngày càng mạnh thế. Để cho người rợn cả tóc gáy. Ông già hai tay chắp sau lưng, hưởng thụ trình độ cao nhất. Thằng nhóc, người bây giờ như quỳ xuống ta trước người, giao ra trên mình ngươi Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Ta có thể sẽ cân nhắc rút lui hết trận pháp này, nếu không, các người đem bị ngọn lửa chiếm đoạt, sống vùng vẫy mà chết. Lửa này nhưng mà thượng cổ ngọn lửa, Lâm Tổ Tiên lưu lại. Đừng nói thần du cảnh và siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh thậm chí còn thánh vương cảnh trên võ đạo cường giả cũng không có sanh quyền lực. Một khi bị lửa này ăn mòn, thần hồn câu diệt. Hắn chắc chắn Diệp Thần sẽ cầu xin tha thứ. Đây là lựa chọn duy nhất. Kinh khủng kia biển lửa đã cuộn sạch đi, tựa như một đầu ngọn lửa cự thú, mưu toan chiếm đoạt hết thảy. Diệp Thần trên người đồ dạo phố bị đốt rụi mấy phần. Quanh thân đọng lại, huyết dịch trấn áp. Nhưng là Diệp Thần không hoảng hốt chút nào, ngược lại khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Hắn đầu óc bên trong truyền tới một đạo lạnh như băng dày tiếng, ta Lâm Thanh Huyền đệ tử, các người còn muốn mượn ta lưu lại trận pháp chu diệt. Buồn cười. Một giây kế tiếp, luân hồi mộ địa Lâm Thanh Huyền cánh tay vung lên. Vô tận ngọn lửa ngay tức thì hóa là hàng dài, quỷ dị hướng Thanh Huyền đỉnh mọi người đi. Giờ khắc này, ông già nụ cười trên mặt cứng lên. Những cái kia Thanh Huyền đỉnh cường giả toàn bộ bối rối. Trận pháp này làm sao ngược lại đối với bọn họ ra tay à? Mắt xem rồng lửa liền muốn cắn nuốt. Từng đạo kêu rên vang khắp. Cút ngay cho ta à? Tại sao, là trận pháp gì không nhạy liền? Ông già cặp mắt đỏ thấm, lớn tiếng gào thét. Hắn không ngừng bóp quyết, muốn điều khiển trận pháp này, nhưng phát hiện một cổ cường đại uy áp trở ngại hết thảy. Phốc xích! Ông già phun ra một hớp máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Mà ngay lúc này, rồng lửa dưới, một cái đồ dạo phố thanh niên nhưng là chậm rãi đi tới. Coi thường hết thảy trói buộc. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn bị sợ hãi vây quanh mọi người, nhàn nhạt nói, trận pháp này tựa hồ không nghe các ngươi. Trận, tới. Diệp Thần năm ngón tay dương ra, nhẹ nhàng nắm chặt, rồng lửa tựa như bị chỉ huy, đáp xuống. Hướng ông già đi. Nháy mắt tức thì, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Không phải trận pháp không nhạy, mà là trận pháp này lại bị thằng nhóc này thao túng. Làm sao có thể? Ngọn lửa cuồn cuộn. Ở rồng lửa mắt xem phải chiếm đoạt nơi khi có người, bỗng nhiên dừng lại. Vô tận ngọn lửa đem ông già thậm chí còn Thanh Huyền đỉnh mọi người tóc đều là đốt trọi, như tiến lên một bước nữa, tất nhiên táng thân biển lửa.
Diệp Thần chấp trưởng thượng cổ ngọn lửa trận pháp, lời nói lạnh như băng chậm rãi rơi xuống, bây giờ, ta cho các người một cái cơ hội, toàn bộ quỳ xuống. Thanh Huyền đỉnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, sự việc vậy mà sẽ như vậy nghịch chuyển. Trước một giây, Lâm Thanh Huyền hậu nhân liền để cho Diệp Thần quỳ xuống. Sau một giây, nhưng là Diệp Thần nắm trong tay ngọn lửa trận pháp, để cho tất cả mọi người quỳ xuống. Ông cụ kia thậm chí còn Thanh Huyền đỉnh tất cả mọi người cảm giác gò má nóng hừng hực. Tựa như bị người quạt vô hình một cái tát. Bọn họ trong lòng kiềm chế à. Nhưng không thể làm gì. Ai biết Lâm Tổ Tiên lưu lại trận pháp, vậy mà sẽ vào lúc này mất đi hiệu lực, lại là không giải thích được bị Diệp Thần chấp trưởng. Cảm thụ trước mắt ngọn lửa càng ngày càng gần, bọn họ khó khăn bị trình độ cao nhất. Quy, liền đại biểu Thanh Huyền đỉnh hướng một cái dòng thứ y thần môn thần phục. Không quy, nhưng là vô cùng có thể ngay cả mạng cũng không có à. Lâm Thanh Huyền lưu lại cái này trận pháp cũng không phải là đùa giỡn. Đủ để hủy diệt bất kỳ một người. Sư phụ, nên làm cái gì? Có người đối với vị kia Thanh Huyền đỉnh ông già mở miệng nói. Ông lão diễn cảm nhưng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thằng nhóc, ta và sư phụ ngươi vậy coi là có chút quan hệ, nếu không ta cũng không khả năng thu nhận đám này y thần môn đệ tử, hôm nay, ngươi thật phải làm như vậy tuyệt sao? Đây đối với ngươi mà nói. Cũng hoặc là đối với chúng ta Thanh Huyền đỉnh, cũng không phải là chuyện tốt. Còn nữa, thực không dám giấu giếm, mới vừa rồi thương khung dị tượng ngươi hẳn cũng nhìn thấy, đây là y đạo thông thần dấu hiệu, Thanh Huyền đỉnh dưới vách đá, còn có một vị lão tổ, hắn giống nhau bước vào trí cao cảnh, đổ thời điểm nếu như bị hắn phát hiện, ngươi như vậy hành vi, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Thu tay lại đi, ta duy nhất có thể đáp ứng ngươi chính là không truy cứu nữa. Đây là ông già lớn nhất lui bước. Hắn có thể kéo không dưới mặt quỳ xuống à? Vốn cho là lời này sẽ để cho Diệp Thần đáp ứng. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải thích đếm ngược giờ sao? Bây giờ ta cũng cho các người 10 giây. Nếu như không quỳ, ta sẽ để cho các người rõ ràng cái gì là ngọn lửa ngang dọc. Lời này vừa nói ra, lão giả và đông đảo Thanh Huyền phản cửa người sắc mặt đại biến. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cái này Diệp Thần lại như thế vô sỉ. Lại là không biết sống chết. Mình cũng cho hắn đường lui, tại sao còn muốn như vậy à? Thằng nhóc, người hôm nay mạnh xông ta Thanh Huyền đỉnh, nếu như Lâm Tổ Tiên biết, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người tức giận nói. Nếu như Lâm Thanh Huyền ở chỗ này, bọn họ làm sao có thể bị nhục như thế? Diệp Thần nghe được Lâm Thanh Huyền. Nhàn nhạt nói, nếu như ta nói là Lâm Thanh Huyền muốn ta đối phó ngươi đâu? Đúng rồi, còn có 6 giây. Tất cả mọi người ngẩn ra, chợt nở nụ cười lạnh. Lâm Thanh Huyền làm sao có thể đối với hậu nhân ra tay? Huống chi hắn đã sớm tiêu tán giữa trời đất. Còn có 2 giây. Vậy đỉnh đầu ngọn lửa tựa như dữ tợn đến mức tận cùng, không khí nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, há to mồm, dường như muốn lập tức chiếm đoạt tất cả mọi người. Cái này cảm giác bị áp bách để cho bọn họ khó chịu đến mức tận cùng. Một giây sau cùng, trận pháp, rơi. Đi đôi với một tiếng giống giận, Diệp Thần ngón tay chợt ép xuống, vô tận ngọn lửa hướng tất cả mọi người chiếm đoạt đi. Sát cơ lạnh như băng để cho bọn họ cả người lạnh như băng. Có người kinh không chịu nổi cái này uy áp kinh khủng, trực tiếp quỳ xuống. Sau đó, lại là một mảng lớn cường giả đồng loạt quỳ xuống. Ngắn ngủi 10 giây, trước mặt chỉ còn lại ông già một hơi một tí. Hắn quả đấm cầm chặt, tràn đầy tia máu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Muốn ta Lâm Như Hải đối với ngươi quỳ xuống, tuyệt không thể nào. Trong mắt hắn mang thể quyết tâm. Diệp Thần ngược lại là lần đầu tiên biết cái này Lâm Thanh Huyền sau tên của người, hắn vừa định dùng trận pháp đè xuống. Luân hồi mộ địa bên trong, Lâm Thanh Huyền thanh âm đột nhiên vang lên, đồ nhi, có giết hay không người này và vi sư không có bất luận quan hệ gì, trên người hắn có ta huyết mạch cơ hồ yếu kém, mặc dù hắn và y đạo thông thần đường không tính là quá mức xa xôi, nhưng vi sư rất không hài lòng, giết liền giết. Bất quá ở giết hắn trước, còn được hỏi trước một cái vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói.
ta năm đó lưu lại một khối thanh huyền ngọc hôm nay nơi ở nơi nào? Diệp Thần nghe được câu này, biết rõ cái này thanh huyền ngọc chính là Lâm Thanh Huyền muốn hắn hỏi những người này đoạt lại đồ. Giá trị tuyệt đối văn hoa. Không do dự nữa, Diệp Thần nhìn về phía Lâm Như Hải, hỏi, muốn sống, không phải là không có cơ hội, năm đó khối kia thanh huyền ngọc nơi ở nơi nào? Lời này vừa nói ra, Lâm Như Hải sắc mặt đại biến, vậy trợn to tròng mắt tựa như gặp quỷ. Toàn bộ thanh huyền đỉnh biết thanh huyền ngọc chỉ có hai người. Trừ hắn trở ra chính là bế quan lão tổ, nhưng là cái này Diệp Thần là làm thế nào biết? Lão tổ tự nhiên không thể nào nói cho Diệp Thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới? Y thần môn căn bản không có tư cách đụng chạm những thứ này. Diệp Thần thân phận ở Lâm Như Hải trong mắt đổi được càng thần bí. Nắm trong tay hoàn chỉnh cửu thiên huyền dương quyết, cướp đoạt Lâm tổ tiên lưu lại trận pháp quyền khống chế, bây giờ hơn nữa thanh huyền ngọc bí mật. Thằng nhóc này rốt cuộc là thân phận gì? Hắn thậm chí phải lấy là đối phương là Lâm Thanh Huyền ra đời. Ta không biết cái gì là Thanh Huyền Ngọc, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy tiện. Lâm Như Hải lật đổ trong lòng hết thảy suy đoán, lý tính để cho hắn tỉnh ngộ lại. Đồng thời, tay hắn chỉ bóp quyết, chung quanh thiên địa linh khí ngưng tụ đến. Một giọt máu tươi bước ra. Ngay tức thì hóa là một cây đỏ thấm ngân châm. Ta hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo ngươi tên tiểu súc sinh này chịu tội thay. Tức giận tiếng gầm gừ vang khắp. Diệp Thần trong mắt không có chút nào đồng tình, Lâm Thanh Huyền lưu lại ngọn lửa trận pháp cuồng bạo cuốn đi, tựa như một đầu săn thú chiếm đoạt hết thảy. Bất kể là vì y thần môn, vẫn là vì mình, giết người này sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Vô tận ngọn lửa leo lên Lâm Như Hải thân thể, Lâm Như Hải điên cuồng tê hô lên, muốn tránh thoát. Nhưng phát hiện căn bản không có thể. Loại cảm giác này quá đau khổ. Chớp mắt gian, hắn chính là hóa là một cái người lửa. Những cái kia thanh huyền đỉnh đệ tử thấy vậy đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ căn bản không biết Lâm Như Hải thành tựu y đạo thông thần thượng cổ đại năng hậu nhân, sẽ luân lạc tới tình cảnh này. Mấu chốt vẫn là ở thanh huyền đỉnh à. Bọn họ muốn đi cứu. Nhưng là biết rõ mình lực lượng vào thời khắc này Diệp Thần trước mặt, không có bất kỳ tác dụng. Dữ tợn tiếng kêu vang khắp toàn bộ thanh huyền đỉnh. Đột nhiên, toàn bộ thanh huyền đỉnh truyền tới cả người to lớn dị động. Mặt đất hướng bốn phương tám hướng nứt ra. Một cái bóng đen cấp tốc tới. Bóng đen ở hóa thành người lửa Lâm Như Hải trước mặt dừng lại, một chưởng vỗ xuống. Trận pháp kia ngọn lửa ngay tức thì biến mất. Đồng thời bóng đen chủ nhân lấy ra một viên đan dược, thúc giục trọng thương Lâm Như Hải nói, nhanh lên ăn vào đan dược. Hơi thở yếu ớt Lâm Như Hải khi thấy bóng đen, trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Lão Tổ, ngài rốt cuộc xuất quan. Y đạo thông thần Lão Tổ lại có thể ở thời khắc mấu chốt xuất quan. Thanh huyền đỉnh được cứu rồi. Lão Tổ, tên tiểu súc sinh này làm nhục chúng ta thanh huyền đỉnh, lại là làm nhục Lâm Tổ tiên. Mưu toan từng bước xâm chiếm Thanh Huyền Đỉnh. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ gật đầu một cái, hừ, có vài người không biết sống chết, ta định để cho hắn hối hận đi tới nhân thế. Đúng rồi, ta mới vừa rồi đang bế quan thời điểm phát hiện Thanh Huyền Đỉnh có người dẫn động y đạo thông thần dị tượng, không biết là ta Thanh Huyền Đỉnh kia vị đệ tử. Lâm Như Hải nghe được cái này không giải thích được cười nhạo, trong mắt trợn to. Vì sao lão tổ sẽ nói lời như vậy? Dẫn động dị tượng chẳng lẽ không phải là lão tổ sao? Là người khác. Lão tổ, cái này dị tượng không phải ngươi dẫn động. Lâm Như Hải vẫn là kinh ngạc nói. Thanh huyền đỉnh lão tổ nhướng mày một cái, đùa gì thế, ta cũng cái tuổi này, làm sao có thể dẫn động dị tượng như thế, nếu như không phải là cái này dị tượng, ta cũng sẽ không trước thời hạn xuất quan. Thôi, chuyện này sau này nói sau. Ta trước đem vậy không biết sống chết tiểu súc sinh giải quyết nói sau. Thanh huyền đỉnh lão tổ buông xuống Lâm Như Hải, đứng lên, khí tức mở ảo hóa là cao nhất uy áp hướng Diệp Thần bao phủ đi. Bước ra một bước, thanh huyền đỉnh tất cả mọi người quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến lão tổ. Thanh huyền đỉnh lão tổ không động dung chút nào, mà là đối Diệp Thần gần từng chữ, ngươi làm sai lầm nhất sự việc, chính là động chúng ta thanh huyền đỉnh người. Lâm Tổ Tiên mặc dù không ở đây, nhưng là còn có ta trấn thủ Thanh Huyền Đỉnh.
Ta tuyệt không cho phép bất kỳ đê hèn rác dưới đối với Thanh Huyền đỉnh động thủ. Dứt lời, thanh âm này ở trên bầu trời nổ bể ra. Như hồng gõ chuông, truyền khắp dù sao cũng bên trong. Từng đạo sóng âm tựa như hóa là vô số ngân châm, rồi sau đó lại hóa là thực chất kiếm khí, hướng Diệp Thần cuốn tới. Trên bầu trời mây đen bao trùm hết thảy. Tựa như ngày tận thế. Phốc! Nhất kích dưới, Diệp Thần lại cũng không chịu nổi, hắn tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Hai người chênh lệch quá xa. Không riêng gì hắn, Kỳ Lâm và Tiểu Bích Cây vậy bản không chịu nổi à. Sắc mặt của các nàng khó khăn xem đến mức tận cùng. Hơi lơ là, sẽ chết ở nơi này dưới sự uy áp. Diệp Thần khẽ cắn răng, đi thẳng tới hai người trước người, lạnh lùng nói, các người nhanh lên lui về phía sau, càng xa càng tốt. Dù là rời đi Thanh Huyền đỉnh cũng có thể. Sau đó, Diệp Thần một trưởng vỗ ra, một cổ vô hình đợt khí từ bàn tay lan tràn, lại là đem hai người hướng phía sau đẩy đi. Rời đi Thanh Huyền đỉnh. Đây là hai người nghe được Diệp Thần phun ra câu nói sau cùng, còn chưa kịp phản ứng, hai người liền xuất hiện ở ngoài ngàn thước. Trên người trói buộc vậy hoàn toàn biến mất. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần lau sạch khóe miệng vết máu, trực tiếp đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm lấy ra. Đồng thời, một đạo vạn đạo kiếm ý trực tiếp chém xuống. Huyết Long trực tiếp sử dụng. Long ngâm từng cơn. Bổn mạng linh phù cũng là sử dụng. Vạn trượng sấm sét ầm ầm bùng nổ. Hắn có thể cảm giác được đối phương nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hắn vốn muốn cho Lâm Thanh Huyền đứng ra giải quyết, lại không nghĩ rằng, đối phương lại yên lặng. Đáng chết! Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự chịu đựng. Cuồng bạo vạn đạo kiếm ý ngay tức thì hóa là vô số đầu cự thú hướng Thanh Huyền đỉnh lão tổ chạy như điên. Một kiếm này, cường thế đến không thể địch nổi. Cũng là Diệp Thần có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Huyết Long và Lôi Kiếp xung hợp. Thanh Huyền đỉnh lão tổ nhìn vậy mang theo Huyết Long hư ảnh và sấm sét kiếm ý, nhướng mày một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần thực lực lại như vậy khủng bố. Thằng nhóc này rõ ràng thần du cảnh, nhưng là có thể bùng nổ vượt qua nhập thánh cảnh lực lượng, chưa bao giờ nghe. Còn nữa, kiếm ý này tại sao ta chưa từng ở Côn Lôn hư gặp qua? Xem ra thằng nhóc này trên mình tuyệt đối có đại bí mật. Thiên đại bí mật. Đã như vậy. Vậy ta liền trấn áp ngươi, đạt được bí mật này đi. Thanh Huyền đỉnh lão tổ cười một tiếng, ngón tay bóp quyết, một đạo phù ấn trôi lơ lửng ở lòng bàn tay trên. Thông thần ấn. Lấy thiên địa linh khí, Thanh Huyền ý, trấn áp hết thảy. Cực kỳ bá đạo và mờ ảo, người bình thường căn bản không có tư cách ngăn trở. Nếu như không phải là cảm nhận được Diệp Thần một kiếm này khủng bố, hắn quả quyết sẽ không như vậy. Một giọt máu tươi bước ra, bắn vào thông thần ấn trên, ánh sáng đại tác, sáng chói như chói mắt tinh thần. Một hồi khẽ rên tiếng khoách tán ra, vạn vật trở về yên lặng. Chém! Thanh Huyền đỉnh lão tổ nhẹ nhàng phun ra một chữ, cổ tay run một cái, thông thần ấn bay ra ngoài. Đảo mắt bây giờ chính là đi tới vạn đạo kiếm ý trên. Không có nổ, càng không có nổ ầm, thậm chí liền một tia sóng cũng không có. Toàn bộ Thanh Huyền đỉnh quá an tĩnh. Rồi sau đó, Diệp Thần kinh hãi là phát hiện, hắn vạn đạo kiếm ý lại có thể biến mất. Triệt để biến mất. Huyết Long hư ảnh lại là hóa là lấm tấm, vô số huyết khí quay lại trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Phốc xích. Không có sóng gió, nhưng là Diệp Thần nhưng là cảm nhận được một cổ lực lượng xuyên thấu hắn thân thể. Thần hồn chấn động, ngũ tạng lục phủ đều tựa như phải bị biến dạng. Đạp đạp đạp. Hắn thân thể rất miễn cưỡng lùi mười mấy bước, cho đến thân thể đụng vào một cây, mới miễn cưỡng dừng lại. Đây cũng là y đạo cường giả. Sư phụ trong miệng nói y đạo giết người tại vô hình. Diệp Thần muốn dẫn động ngọn lửa kia trận pháp, nhưng là phát hiện căn bản không thể nào. Một cổ lực lượng vô hình bao phủ hắn. Quá khó chịu. Lâm Như Hải thấy lão tổ lại có thể tùy tùy tiện tiện liền đem cái này Diệp Thần trấn áp, trong lòng mừng như điên. Lão tổ, trên người người này Cửu Thiên Huyền Dương quyết có vấn đề, tựa hồ so chúng ta tu luyện đều phải nguyên vẹn, ta hoài nghi người này lấy được một ít Lâm Thanh Huyền bất ngờ ở lại thế gian truyền thừa. Thanh Huyền đỉnh lão tổ gật đầu một cái, biết. Thanh âm bình thản. Rồi sau đó thông thần ấn lần nữa ngưng tụ.
hắn vẫy còng lưng thân thể ngay tức thì bị hồng quang cuộn sạch. Một hồi gió nổi lên, hồng quang khuếch tán ra, tựa như liên miên ngàn dặm. Thanh Huyền đỉnh lão tổ thân thể bỗng nhiên biến mất. Chờ Diệp Thần kịp phản ứng, nhưng là phát hiện vậy thân ảnh già nua đã đứng ở mình trước mặt. Người ta cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, bất quá trên mình ngươi có ta cảm thấy hứng thú đồ, ta đây là muốn xem, ngươi có những kỳ ngộ. Nói xong, Thanh Huyền đỉnh lão tổ một chỉ điểm ra, trực tiếp một chút ở Diệp Thần trên ấn đường. Hắn nụ cười tràn đầy khinh thường. Đối với loại này tiểu bối, hắn thật khinh thường ra tay, nếu như không phải là trên người đối phương có thể có rừng tổ tiên đồ, hắn mới sẽ không làm loại này hành vi. Hắn linh thức vừa định chui vào Diệp Thần thức hải, đột nhiên một cổ vô hình trở ngại cuốn tới. Cái này trở ngại để cho hắn nụ cười cứng ngắc. Phá vỡ cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra một đạo ánh sáng. Nhưng là ánh sáng còn không có chạm được Diệp Thần, nhưng là hướng mình thân thể cắn trả. Phốc! Hắn vậy sủng nhục bất kinh gương mặt có chút bối rối. Thằng nhóc này rốt cuộc đường chết gì, tại sao ta cướp đoạt không được tiểu tử này trí nhớ? Hắn thi triển nhưng mà thần y một đạo cướp linh phương pháp à? Đừng nói thần du cảnh, coi như là nhập thánh cảnh như thường hữu dụng. Đột nhiên, hắn phát hiện Diệp Thần ấn đường lóe ra một đạo kim sắc quang. Cái này quang tựa như xuyên thấu tay hắn chỉ, hướng mình đầu óc đi. Làm sao có thể? Mình không chỉ không có cướp linh thằng nhóc này, ngược lại bị thằng nhóc này cướp linh. Hắn dám khẳng định cái này thuật pháp chính là Lâm Thanh Huyền cướp linh phương pháp. Hơn nữa càng là cao cấp. Ngay tại hắn hốt hoảng lúc đó, một đạo hư ảnh trôi lơ lửng ở hắn đầu óc bên trong. Thấy thân ảnh này, một giây kế tiếp, hắn thân thể run rẩy. Hốc mắt lại là ửng đỏ. Hư ảnh này hắn quá quen thuộc. Thanh Huyền đỉnh người sáng lập, Lâm Thanh Huyền, Lâm Tổ Tiên. Tổ Tiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.